chương 3080, uy hiếp Hoàng Kim ưng vương. Màu Hoàng Kim con rắn nhỏ thần sắc hờ hứng, cũng không trả lời Lâm Phong. Lâm Phong thì là cười lạnh nói, phát triển tánh khí A, ta hỏi ngươi lời đâu, ngươi cũng dám bỏ qua ta, xem ra là thiếu nợ, đạn, A. Nghe được Lâm Phong lời nói này về sau màu Hoàng Kim con rắn nhỏ nhất thời bị dọa đến lạnh run. Nó không muốn lại trải qua một lần loại kia chuyện đáng sợ, trên thân thể tổn thương ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là trên tinh thần tổn thương, đây là càng chí mạng. Cơ hồ khiến màu hoàng kim con rắn nhỏ hận muốn điên đồng dạng, hiện tại cũng rất không được đem Lâm Phong cho trực tiếp cắn chết, thế nhưng màu hoàng kim con rắn nhỏ hiện giờ không dám nói thái quá mức đắc tội lời của Lâm Phong, nó lo lắng Lâm Phong thật sự hội lần nữa tra tấn nó. Có người không biết sống chết, đi không nên đi địa phương, cầm đi không nên cầm đồ vật, chọc giận lâu lan đảo thú hoàng. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, Lâm Phong giật mình, không nghĩ tới vậy mà là như vậy nguyên nhân, Lúc trước Lâm Phong cảm nhận được mấy tôn khủng bố hung thú khí tức, tuyệt đối là cao giai đại đế. Kia mấy tôn tồn tại, hẳn không phải là thú hoàng. Hoàng ý tứ là trí tôn, lâu lan đảo tự nhiên chỉ có một vị trí tôn. Đánh cắp vật gì, Lâm Phong tiếp tục hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, Lâm Phong trực tiếp đạn tại màu hoàng kim con rắn nhỏ bảy tấc phía trên, đau đến màu hoàng kim con rắn nhỏ kêu thảm thiết liên tục. Ngươi không phải là tự xưng thái tử sao? nếu như tự xưng thái tử này đã nói rõ ràng thú hoàng là của ngươi phụ hoàng a ngươi còn dám nói mình không biết bị đánh cắp là vật gì lâm phong thanh âm hờ hững nói màu hoàng kim con rắn nhỏ khóc không ra nước mắt nói vậy là cấm địa duy chỉ có thú hoàng có thể tiến nhập trong đó ta lại không có phương pháp tiến nhập trong đó làm sao có thể biết bên trong có đồ vật gì lâm phong giật mình hết sức vẫn còn có chỗ như thế vậy thì thật là quá phi phàm một chỗ cấm địa bên trong đến cùng có bảo bối gì hiển nhiên như vậy địa phương tuyệt đối không chỉ một kiện bảo bối lúc trước tiến nhập trong đó tu sĩ cũng chỉ là lấy đi trong đó một kiện đồ vật cấm địa ở trong tất nhiên còn có rất nhiều bảo bối a à. tiến nhập trong đó có hay không có thể có chỗ thu hoạch nghĩ tới đây lâm phong không khỏi tim đập thình thịch lên bất quá lâm phong cũng không có hỏi màu hoàng kim con rắn nhỏ cấm địa ở chỗ nào để tránh đưa hắn muốn đi vào cấm địa tin tức tiết lộ ra ngoài lâu lan trong đảo bảo tàng ở chỗ nào ngươi biết không Lâm Phong không khỏi hỏi, hắn cảm thấy này màu hoàng kim con rắn nhỏ tự nhiên sinh hoạt tại lâu lan trong đảo, rất có thể sẽ đối với lâu lan đảo bảo tàng có chỗ hiểu rõ. Có lẽ có thể từ hắn nơi này thám thính đến lâu lan đảo bảo tàng, cuối cùng đạt được lâu lan đảo bảo tàng. Đương nhiên biết, một mực hướng chỗ sâu trong đi, xuyên Việt tuyệt vọng đầm lầy, là có thể đến mai táng bảo tàng địa phương. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, gia hỏa này vậy mà như thế phối hợp chính mình, điều này làm cho Lâm Phong hết sức kinh ngạc hắn nhìn hướng màu hoàng kim con rắn nhỏ sau đó nói ngươi sẽ không đang lừa gạt ta đi đương nhiên không có ta làm sao dám lừa gạt ngươi đó màu hoàng kim con rắn nhỏ nói độc tổ nói mẹ ngươi hội thành thật như vậy nhất định có cái gì giảo quyệt địa phương ta tôn thánh giả nói không sai gia hỏa này nhìn nhìn rất không trung thực nói không chừng tại tính kế chúng ta cần phải cho nó tới điểm cực hình chỉ có như vậy mới có thể khiến nó mở miệng màu hoàng kim con rắn nhỏ liền khóc lên tâm tư đều đã có không thành thành thật thật trả lời bị nhìn tới vì không hảo hảo phối hợp, phải bị cực hình. Thành thành thật thật trả lời bị nhìn tới vì trong thâm tâm dở âm mưu quỷ kế, đồng dạng muốn lọt vào cực hình. Bởi vậy hiện tại màu hoàng kim con rắn nhỏ thật sự là phiền muộn muốn chết. Ta thật không có nói chuyện, xuyên việt tuyệt vọng đầm lầy là có thể đến mai táng bảo bối địa phương, thế nhưng muốn xuyên việt tuyệt vọng đầm lầy cũng không dễ dàng, bởi vì vậy tuyệt vọng đầm lầy hết sức nguy hiểm. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói. Lâm Phong hỏi, người đã từng xuyên Việt qua tuyệt vọng đầm lầy sao? Không có, các thời kỳ thú hoàng có mệnh lệnh, không cho phép thú tộc xuyên Việt tuyệt vọng đầm lầy, thú tộc sinh động ở ngoại vi cùng trung bộ khu vực. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, xác định chính ngươi không có nói sai sao, nếu là nói dối, sẽ chịu cực hình. Lâm Phong thản nhiên nói, ta nào dám lừa ngươi a? À? Màu hoàng kim con rắn nhỏ vẻ mặt như đưa đám nói. Chẳng quản hiện tại trong lòng nó vô cùng phẫn nộ, vô cùng nghẹn khuất, hận không thể đem lâm phong tháo thành tám khối, phanh thây xé xác. Nhưng màu hoàng kim con rắn nhỏ che giấu rất tốt, không có biểu hiện ra ngoài nó trong nội tâm những cái này mặt trái tâm tình. Màu hoàng kim con rắn nhỏ lo lắng biểu hiện ra ngoài những cái này tâm tình về sau lâm phong hội thống hạ sát thủ. Đàn thú đều phân tán ra, căn bản không dám tới gần lâm phong, độc tổ, tà tôn thánh giả ba người. Lúc trước màu hoàng kim con rắn nhỏ truyền đạt mệnh lệnh cũng sớm đã truyền bá ra ngoài. Oanh! một cỗ khí thức kinh khủng từ đằng xa tràn ngập mà đến cảm nhận được cỗ này khí thức về sau trên mặt của lâm phong nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc tản mát ra cổ hơi thở này sinh linh tuyệt đối là một tôn cao giai đại đế tối thiểu nhất đều là đế quân cảnh giới tồn tại có thể sợ sinh linh xuất hiện chúng ta đi mau lâm phong trầm giọng nói tăng nhanh tốc độ phải nhanh lên rời đi nơi đây thoát khỏi đàn thú bằng không mà nói nguy cơ vẫn luôn vô pháp giải trừ buông ra thái tử không có bao lâu kia tôn khủng bố sinh linh xuất hiện đây là một tôn hung cầm chính là một cái màu hoàng kim cự ưng đây là hoàng kim ưng tộc vương lúc trước lâm phong nhìn thấy qua hoàng kim ưng bày xuất thủ biết hoàng kim ưng là bực nào khủng bố hung cầm hoàng kim ưng tộc vương càng thêm đáng sợ khí tức ngập trời làm cho người ta hít thở không thông căn bản vô pháp chống lại con người của ta lá gan tương đối nhỏ ngàn vạn không muốn dựa vào ta thân cận quá bằng không mà nói ta không biết mình sẽ làm ra tới một những chuyện gì tới. Lâm Phong đem màu hoàng kim con rắn nhỏ dơ lên, màu hoàng kim con rắn nhỏ muốn dẫy dụa khai mở Lâm Phong bắt nhiếp. Thế nhưng nó hiện tại bị giam cầm ở thân thể, căn bản vô pháp tránh thoát tay của Lâm Phong trưởng. Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là ngươi làm thương tổn bổn thái tử, ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Màu hoàng kim con rắn nhỏ thần sắc âm trầm nói, nó này là lần đầu tiên trở thành tù nhân, đây cơ hồ sắp khiến nó điên mất rồi lâm phong vừa cười vừa nói nếu là thả ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không để cho hoàng kim ưng vương làm khó dễ các ngươi màu hoàng kim con rắn nhỏ nói ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao lâm phong không khỏi thản nhiên nói xà tộc sinh linh nhất xảo trá hơn nữa nhất lật lọng cho nên hắn căn bản không tin tưởng màu hoàng kim con rắn nhỏ lời nói này cút xa một chút bằng không mà nói ta không ngại tiêu diệt các ngươi thái tử gia Lâm Phong lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Kim ưng vương, ti tiện nhân loại kiến hôi, người cũng dám dùng như vậy ngữ khí cùng bổn vương nói chuyện. Hoàng Kim ưng vương thanh âm băng lãnh, một đôi âm lãnh khát máu con người lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong. Trong con người lóe ra lành lạnh sát ý, chương 3081, thầy khô lão giả tái hiện. Lâm Phong thản nhiên nói, uy hiếp người thì như thế nào? Ta ta cũng không phải là đang cùng ngươi đùa cợt, đừng tưởng rằng ta ta thật sự không dám tiêu diệt ra hỏa này, lâm phong nói qua hai tay bắt lấy màu hoàng kim con rắn nhỏ thân thể sau đó dụng lực xé rách lên màu hoàng kim con rắn nhỏ thân thể thật sự là quá cứng rắn vậy mà không chút sứt mẻ màu hoàng kim con rắn nhỏ nhìn về phía lâm phong trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn vẻ khinh miệt này màu hoàng kim con rắn nhỏ toàn thân cao thấp tựa hồ ngoại trừ bảy tất cái chỗ này liền cũng tìm không được nữa nói nhược điểm của hắn màu hoàng kim con rắn nhỏ thân thể độ cứng để cho lâm phong không khỏi giật mình hết sức nhưng lập tức lâm phong liền cười lạnh hắn vận chuyển long tượng chi tí lực lượng bạo tăng đột nhiên lấy kéo a à, màu hoàng kim con rắn nhỏ phát ra thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết tha mạng a à, tha mạng a à, đừng có giết ta màu hoàng kim con rắn nhỏ kinh khủng kêu to lên hiện tại nó là thật sự sợ lấy nó này cường đại đến gần như cùng biến thái mạnh mẽ thân thể vậy mà ngăn cản không nổi lâm phong hai tay khẽ động chi lực màu hoàng kim con rắn nhỏ kinh khủng dị thường nó thậm chí không dám suy nghĩ Lâm Phong hai tay lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến hạng gì trình độ khủng bố. Nhanh chóng dừng lại, bổn vương hiện tại liền đi, người không nên thương tổn thái tử điện hạ. Hoàng Kim ưng vương thần sắc âm trầm nói, nó hiện tại cũng là dị thường nghẹn khuất, lại bị một tên nhân loại kiến hôi cho uy hiếp. Quả thật khiến nó hận muốn điên, hiện tại Hoàng Kim ưng vương rất muốn bắt lấy Lâm Phong sau đó hung hăng tra tấn Lâm Phong một phen, nhìn nhìn Lâm Phong quỷ gối trước mặt của nó dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Hoàng Kim ưng vương hiện giờ có chỗ kiêng kỵ Nó không dám cầm thái tử ra tánh mạng đùa cợt, thú hoàng chỉ có này một cái con nối dõi, nếu là thái tử ra chết, thú hoàng tất động giận giữ lôi đình. Vẫn chờ cái gì, lăn xa ra, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Lâm Phong lạnh giọng nói, tiểu tử, nếu ngươi là dám can đảm tổn thương thái tử ra, trên trời dưới đất, bổn tọa để cho ngươi chết không có đất chôn thây. Hoàng Kim ưng vương để lại một câu uy hiếp về sau liền rất nhanh phóng lên trời, hướng phía xa xa bay đi trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng mà lâm phong thì là cầm lấy màu hoàng kim con rắn nhỏ cùng độc tổ ta tôn thánh giả một chỗ rất nhanh rời đi bởi vì màu hoàng kim con rắn nhỏ ở trong tay lâm phong cho nên cái khác hung thú cũng không dám công kích lâm phong bọn họ cuối cùng lâm phong ba người thoát khỏi đàn thú hiện tại có thể thả ta rời đi a à. màu hoàng kim con rắn nhỏ nói gấp cái gì ta ta cảm thấy được có người tại bên người rất có cảm giác an toàn Lâm Phong nhếch miệng nở nụ cười. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nghe được Lâm Phong những lời này về sau thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. Lâm Phong rất có cảm giác an toàn, thế nhưng nó rất không có cảm giác an toàn. Ngươi đến cùng thế nào mới có thể thả ta rời đi? Màu hoàng kim con rắn nhỏ hỏi, như vậy được rồi, tạm thời lúc ta tỏa kỹ như thế nào? Đợi ta rời đi nơi đây thời điểm sẽ thả ngươi rời đi. Lâm Phong lộ ra ác ma thức mỉm cười, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, cao quý chính là hoàng kim bá xà tộc tộc nhân là tuyệt đối sẽ không lúc người khác tỏa kỵ được. Dù cho một ngày một canh giờ thậm chí một giây đồng hồ đều tuyệt đối không có khả năng. Màu hoàng kim con rắn nhỏ không khỏi giống lớn nói, thái độ của nó rất kiên định, một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Độc tổ, đem trên người người thánh nữ cũng điên cuồng một loại đỉnh cấp linh dược toàn bộ lấy ra. Sau đó đút cho ra hỏa này ăn, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nghe được về sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chÓ má đỉnh cấp linh dược. Nghe danh tự liền biết đó là cái gì dược vật, nếu thật là ăn những thuốc kia về sau không biết sẽ phát sinh một ít chuyện đáng sợ gì đó nha. Nguyên bản màu hoàng kim con rắn nhỏ vẫn cảm thấy chính nó là một cái ác ma thức nhân vật, bất kể là trong núi rừng hung thú, cũng hoặc là tiến nhập lâu lan đảo tu sĩ, không có không sợ nó. Hiện tại màu hoàng kim con rắn nhỏ mới biết được cái gì là chân chính ác ma chân chính ác ma là lâm phong loại này mới đúng quả thật chính là tội ác tài trời so với trong địa ngục ma quỷ còn muốn tả ác chính mình rơi xuống ra hỏa này trong tay thật sự là ngược lại tám đời huyết môi a xem như ngươi lợi hại màu hoàng kim con rắn nhỏ thần sắc âm trầm vô cùng hiện tại mở ra linh hồn a ta cũng cần trước thiết trí một cái cấm chế để tránh ngươi phản bội ta lâm phong nói màu hoàng kim con rắn nhỏ nội tâm một nghìn vạn cái không nguyện ý thế nhưng hiện giờ nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bởi vì nó không muốn chết, nó muốn còn sống, cho nên liền phải hết thảy đều nghe Lâm Phong. Màu hoàng kim con rắn nhỏ mở ra linh hồn, để cho Lâm Phong hạ xuống một đạo linh hồn cấm chế cho nó. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong tạm thời là có thể khống chế màu hoàng kim con rắn nhỏ. Lập tức Lâm Phong đem màu hoàng kim con rắn nhỏ cấm chế trên người cho triệt hồi. Màu hoàng kim con rắn nhỏ pháp lực trong chớp mắt liền khôi phục lại. Kỳ thực trên màu hoàng kim con rắn nhỏ là cực kỳ cường đại, chỉ bất quá lúc trước hắn gặp Lâm Phong, độc tổ, tà tôn thánh giả ba người này tổ hợp. Ba người phối hợp thật sự là quá ăn ý, cho nên rất nhanh đã chân áp màu hoàng kim con rắn nhỏ. Hiện tại độc tổ tùy thời tùy chỗ có thể đột phá đại đế cảnh giới. Tà tôn cơ thể thánh giả không thể so với Lâm Phong tranh lệch, hắn cũng khuyết thiếu một cái đột phá cơ hội. Biến lớn một ít, Lâm Phong nói, màu hoàng kim con rắn nhỏ thần sắc âm trầm gật đầu, lập tức biến thành một mảnh dày mấy chục mét hoàng kim cự xà sau đó tại trong núi rừng rất nhanh phi hành đêm khuya trong núi rừng thú giống không ngừng bên tai truyền ra lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả còn có màu hoàng kim con rắn nhỏ đều quây quanh tại đống lửa trước này đống lửa phía trên nướng mỹ vị đồ ăn mùi thơm mê người đây là lâm phong sở trường nhất thịt nướng đủ để cho bất luận kẻ nào chảy ra nước miếng thịt nướng lại phối hợp một bình rượu ngon quả thật chính là trí cao hưởng thụ rất nhanh thịt nướng thuận tiện, sau đó bốn người phân bắt đầu ăn. Màu hoàng kim con rắn nhỏ ăn như hổ đói, như là không có đã ăn đồ vật đồng dạng. Nói vậy ra hỏa là quỷ chết đói đầu thai cũng không có người hoài nghi. Sau nửa đêm thời điểm, Lâm Phong thấy được xa xa có tu sĩ đi tới. Đó là một tên lão già, thân thể gầy còm như củi. Khi thấy tên lão già kia, trên mặt của Lâm Phong tràn đầy chấn kinh biểu tình. Là hắn, người kia thay khô lão già. Năm đó Lâm Phong nhận được địa phủ nhiệm vụ, Hộ tống một tòa quan tài tiến nhập Minh phủ. Mà thay Khô lão giả chính là quan tài bên trong đi ra tồn tại, là bị Lâm Phong cùng Vô Lượng đạo sĩ hợp lực thả ra. Cái vị này tồn tại cực kỳ khủng bố, lúc trước thậm chí tiến nhập qua 18 tầng địa ngục. Minh giới tựa hồ là hắn quê hương, nhưng Lâm Phong cũng không biết thay Khô lão giả đến cùng là thân phận gì. Lâm Phong còn nhớ rõ địa phủ bên trong người kia cường đại tu sĩ trước khi chết xưng thay Khô lão giả vì chủ thượng có thể thấy năm đó cái vị này tồn tại rất có thể cùng địa phủ có quan hệ. Lâm Phong đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, hiện giờ thây khô lão già vậy mà đi tới lâu lan đảo. Cũng không biết thây khô lão già tới đây là cái mục đích gì. Lâm Phong vốn là muốn muốn đi lên hướng thây khô lão già gửi lời thăm hỏi, nhưng thây khô lão già tốc độ rất nhanh, mấy cái lên xuống cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Trường 3082, Cấm Địa, năm đó phát sinh một màn Lâm Phong vĩnh viễn không thể quên hắn cùng với vô lượng đạo sĩ tận mắt nhìn thấy cái vị này thây khô lão già xuất thế địa phủ vậy mà người đi nhà trống địa phủ thế nhưng là minh giới trung tâm tuy minh chủ mất tích về sau địa phủ địa vị đã không lớn bằng lúc trước nhưng địa phủ uy nghiêm cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu khích lúc trước địa phủ bên trong như cũng có rất nhiều cường đại tồn tại nhưng chính là cường đại như thế địa phủ nghe nói thây khô lão già xuất thế về sau cũng bị dọa thành như vậy có thể tưởng tượng thầy khô lão già năm đó đến cùng đến cỡ nào cường đại tuế nguyệt biến thiên thương hải tăng điền hắn từ trong lúc ngủ say sau khi tỉnh lại tựa hồ một mực ở tìm kiếm vật gì cụ thể đang tìm kiếm cái lâm phong gì không được biết lúc trước lâm phong cùng vô lượng đạo sĩ từng theo theo thầy khô lão già đi địa phủ không ít địa phương thầy khô lão già chưa từng ngăn cản bọn họ có lẽ là bởi vì thầy khô lão già cảm thấy hắn là lâm phong cùng vô lượng đạo sĩ thả ra cho nên đối với bọn họ hội khác mắt đối đại a à đó là cái gì người? Độc tổ, tà tôn thánh giả, màu hoàng kim con rắn nhỏ cũng đều bay ra. Màu hoàng kim con rắn nhỏ không khỏi nghi ngờ hỏi, một cái không nên bị đề cập tồn tại. Lâm Phong nói, hắn chưa từng nhiều lời, thầy khô lão già quá cường đại, hắn không biết tự tiện nhắc tới thầy khô lão già hội sẽ không khiến cho một ít không chuyện cần thiết tình. Bởi vậy Lâm Phong mới không có bí mật đàm luận vị này thần bí mà khủng bố tồn tại. Không còn buồn ngủ, chúng ta đi đường suốt đêm, Lâm Phong nói màu hoàng kim con rắn nhỏ sắc mặt lại đen lại bởi vì nó trở thành lực lượng lâm phong chuyên trách tỏa kỵ điều này làm cho màu hoàng kim con rắn nhỏ cực kỳ phiền muộn mỗi lúc lâm phong muốn xuất phát thời điểm tiện ý vị lấy nó không thể không lần nữa biến lớn thân thể sau đó chở lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả ba người bước tới thế nhưng là màu hoàng kim con rắn nhỏ hiện giờ không có cách nào phản kháng lâm phong mang theo chúng ta đi cấm địa lâm phong nói Lúc trước Lâm Phong không có tính toán hỏi màu hoàng kim con rắn nhỏ về cấm địa sự tình, là vì Lâm Phong lo lắng màu hoàng kim con rắn nhỏ có biện pháp đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đến lúc sau sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí khả năng chết ở chỗ đó. Hơn nữa dù cho không hỏi màu hoàng kim con rắn nhỏ, cấm địa cũng không khó tìm kiếm, tìm đến một ít thông linh hung thú linh hồn của bọn nó là có thể biết cấm địa ở chỗ nào, bởi vì cấm địa cũng không bí ẩn. Thật giống như bên ngoài thế giới những tử vong tuyệt địa đó đồng dạng, rất nhiều người cũng biết tử vong tuyệt địa phân bố ở chỗ nào, tìm kiếm lên tự nhiên không phải là cái gì chuyện khó khăn. Hiện giờ Lâm Phong hỏi cấm địa tin tức, hắn không sợ màu hoàng kim con rắn nhỏ tiết lộ tin tức, bởi vì Lâm Phong có thể cảm ứng được màu hoàng kim con rắn nhỏ nhất cử nhất động, nó nếu là dùng bí pháp đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lâm Phong đến lúc sau tất nhiên có thể phát giác được đây hết thảy. Lâm Phong biết màu hoàng kim con rắn nhỏ cũng hiểu biết điểm này, cho nên hắn tin tưởng màu hoàng kim con rắn nhỏ sẽ không mạo hiểm trừ phi ra hỏa này thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Người hỏi cái này để làm gì? Màu hoàng kim con rắn nhỏ mục quang cảnh giác nhìn về phía Lâm Phong, lập tức nghĩ tới cấm địa cái địa phương kia đáng sợ trình độ, nó bất âm bất dương nói, hẳn là ngươi cũng muốn đánh cấm địa chủ ý sao? Có ý nghĩ này, Lâm Phong nhếch miệng nở nụ cười, không có phủ nhận. Bị các thời kỳ thú hoàng thủ hộ trong cấm địa đến cùng có đồ vật gì, dù cho không vào cũng có thể tiến hành một phen suy đoán. Ta có thể mang bọn ngươi đi, Thế nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, ta chưa bao giờ đi vào cấm địa, các ngươi cũng đừng nghĩ để ta cho các ngươi tại trong cấm địa dẫn đường, ta mặc dù là thú hoàng chi tử, thế nhưng cấm địa cấm chế bên trong thế nhưng là không nhận người được. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, đương nhiên, điểm này ngươi yên tâm, Lâm Phong nói, nghe vậy màu hoàng kim con rắn nhỏ thở dài ra một hơi, nó vừa mới thật sự rất lo lắng Lâm Phong nói ra khiến nó tại trong cấm địa dẫn đường lời như vậy. Đến lúc sau có lẽ thật sự sẽ chết không có đất chôn thây đi phụ hoàng ngươi thủ hộ cấm địa trộm lấy bên trong bảo bối ngươi vậy mà một chút không lo lắng như thế nào còn một bộ hào hứng vội vàng biểu tình tà tôn thánh giả không khỏi nói thầm lên lâm phong bĩu môi nói gia hỏa này cảm thấy chúng ta tất nhiên sẽ chết ở trong cấm địa tự nhiên cao hứng ta cũng không có nghĩ như vậy màu hoàng kim con rắn nhỏ nhanh chóng nói cũng không thừa nhận loại này thuyết pháp nó hiện tại rất lo lắng lâm phong ba người tại tiến nhập cấm địa lúc trước tiêu diệt nó nha nếu là có thể đem chúng ba người lừa gạt nhập trong cấm địa, đến lúc sau ba người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cấm địa cái địa phương kia quá nguy hiểm, đủ để vây khốn giết đại đế. Trong cấm địa ngoại trừ các loại cấm chế ra, còn có cái gì nguy hiểm? Lâm Phong không khỏi hỏi, tiến nhập cấm địa lúc trước, hắn muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để tránh đến lúc sau bị giết một trở tay không kịp. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, có lẽ còn có một ít đáng sợ sinh linh. Nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, trong cấm địa hết thảy đối với thú hoàng bên ngoài tất cả mọi người mà nói đều là một điều bí ẩn đoàn. Lâm Phong cảm ứng được màu hoàng kim con rắn nhỏ tâm tình ba động. Màu hoàng kim con rắn nhỏ cũng không có nói dối, nó xác thực đối với trong cấm địa sự tình cũng không phải cỡ nào lý giải. Ba ngày sau, Lâm Phong đám người đi tới cấm địa ngoại vi khu vực. Oanh, khí tức kinh khủng tràn ngập, chỗ sâu trong có thể sợ sinh linh tại đại chiến, không lâu sau về sau Lâm Phong liền thấy được đại chiến sinh linh đó là một tôn sinh ra tám cánh cự long. Đầu kia cự long toàn thân hoàng kim vẻ, chính là một đầu hoàng kim cự long, khí tức trên thân ngập trời. Cái vị này hoàng kim cự long so với trước lâm phong nhìn thấy hoàng kim ưng vương khí tức còn cường đại hơn một ít. Đây là lâu lan đảo thú vương một trong, chuyện kia, phụ hoàng phái nó đến chỗ này thủ vệ cấm địa. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, mà cùng hoàng kim cự long đại chiến tồn tại lâm phong cũng nhận thức, cái vị này tồn tại không phải người khác, chính là thần tiêu vương vạn tộc loại thứ nhất tộc thánh thần tộc siêu cấp thiên kiêu, một tôn khủng bố đến để cho núi sông thất sắc, nhật nguyệt vô quang tồn tại. Tuổi còn trẻ, lại cũng sớm đã tại đại đế cảnh giới bên trong đi ra rất khoảng cách xa. Hiện giờ này hai cái tồn tại đánh cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng chúng rất khó phân ra thắng bại xuất ra, thú hoàng đâu này, lâm phong nghi hoặc không có nhìn thấy thú hoàng thân ảnh. Phụ hoàng đi làm một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, như nói cách khác, người cho rằng có người có thể đủ từ trong cấm địa đem đồ vật mang ra ngoài sao. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, lúc nó nói lên thú hoàng thời điểm khuôn mặt kiêu ngạo. ầm ầm ầm, vừa lúc đó xa xa trong núi dừng lại truyền tới ba đạo khí thức kinh khủng, ba tôn cường giả bay tới. Này ba tôn cường giả, một tôn vạn tộc cường giả, một tôn vực ngoại chủng tộc, còn có một tôn đến từ chính hắc ám đại thế giới cường giả. Ba người này đều là đại đế cảnh giới cường giả, bọn họ cũng ở nhìn xem cấm địa ở trong bảo bối. Tới nhiều như vậy đại đế, cái này có chút phiền phức. Thấy được mặt khác ba tôn đại đế đến nơi, Lâm Phong thần sắc trở nên âm trầm lên, chương 3083, Thú Hoàng Chi Mâu. Đến từ chính vạn tộc cái vị này đại đế Lâm Phong nhận thức, người này không phải người khác, chính là thần sơ thủy người này. Đây chính là một tôn thời đại viễn cổ liền tồn tại đại đế. Hắn tồn tại tuế nguyệt so với trước bị chu sát thần nhạc nhai thời gian còn muốn lâu dài, hơn nữa chiến lực cũng phải càng thêm cường đại thần sơ thủy người này thủ đoạn rất cay, hơn nữa rất am hiểu âm mưu quỷ kế đợi thủ đoạn, bởi vậy thần sơ thủy này là không người dám trêu chọc tồn tại. Kia tôn vực ngoại thế giới đại đế đến từ chính tinh nguyệt tộc. Cái vị này tồn tại gọi là tinh lạc trần, nhìn nhìn có chút tuổi trẻ, kỳ thực lần trước người đã tu luyện 72 vạn năm thời gian, cũng là một tôn dị thường khủng bố tồn tại. Lúc trước Lâm Phong đã từng thấy qua tinh nguyệt tộc thiên kiêu tinh vũ thần. Tinh vũ thần đó chính là người này cháu trai hắc ám đại thế giới tu sĩ lượn lờ tại một đoàn trong bóng tối, trên người tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, người này gọi là ám minh đại đế. Chính là một tôn dị thường đáng sợ tồn tại, hắn một thân tu vị tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, mặc dù tại hắc ám đại thế giới cường giả loại này như mây đại thế giới bên trong cũng được xưng tụng tuyệt đỉnh cường giả, từ đó có thể biết người này rốt cuộc là cỡ nào mạnh mẽ tồn tại. Ba tôn đại đế dắt tay nhau tới, thấy được cùng hoàng kim cự long đại chiến cùng một chỗ thần tiêu vương về sau đều giật mình hết sức, đối với thần tiêu vương thanh danh bọn họ cũng sớm đã có nghe thấy. Đối với thần tiêu vương này ba tôn đại đế kỳ thật là hết sức khen tị. Bọn họ lấy được hiện giờ thành tựu lịch sử hơn 10 vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm thời gian. Mà thần tiêu vương chỉ là một vạn tám ngàn thọ, thành tựu đã không thua kém bọn họ những người này, tự nhiên để cho ba tôn đại đế sinh lòng ghen ghét. Chư vị theo ta một chỗ chu sát cái vị này hoàng kim cự long a. Thần tiêu vương thấy được ba tôn đại đế về sau không khỏi nói nguyên bản ba tôn đại đế đều muốn lấy không để ý tới chuyện này trực tiếp lướt qua thần tiêu vương cùng hoàng kim cự long tiến nhập trong cấm địa sau đó lấy đi trong cấm địa bảo bối nhưng hiện giờ thần tiêu vương mở miệng bọn họ lại không thể làm như thế hiển nhiên bởi vì như vậy đồng đẳng với hoàn toàn không thấy thần tiêu vương có lẽ sẽ bởi vì chuyện này tình triệt để đắc tội thần tiêu vương tuy trong nội tâm hết sức ghen ghét thần tiêu vương chỗ lấy được thành tựu thế nhưng có một chút này ba tôn đại đế không phải không thừa nhận đó chính là bọn họ đắc tội không nổi Thần Tiêu Vương. Luận ra thế, Thần Tiêu Vương chính là vạn tộc loại thứ nhất tộc thánh thần tộc đi ra cường giả. Luận thực lực, ba người bọn họ tuy rất cường đại, nhưng cũng không có người dám nói nhất định có thể chiến thắng Thần Tiêu Vương. Kỳ thực, bọn họ thậm chí không biết Thần Tiêu Vương hiện giờ tu vi dừng lại tại loại nào tầng thứ. Một vạn năm trước, Thần Tiêu Vương liền đã từng chu sát qua tiên đế cấp bậc cường giả. Huống chi hiện tại nha, luận tuổi tác Ba người bọn họ bên trong trẻ tuổi nhất chính là Tinh Lạc Trần người này. Nhưng Tinh Lạc Trần cũng đã tu luyện 72 vạn năm thời gian. Thần Tiêu Vương năm nay bất quá một vạn 8 ngàn thọ. Luận tiềm lực, Thần Tiêu Vương 40 tuổi thành đế, như vậy thiên phú ai có thể sánh bằng. Đắc tội Thần Tiêu Vương như vậy tồn tại tuyệt đối là cực kỳ không sáng suốt sự tình. Cho nên thấy được Thần Tiêu Vương gọi bọn họ đi qua, bọn họ không thể không đi qua cùng Thần Tiêu Vương một chỗ đối phó Hoàng Kim Cự Long cái này thần tiêu vương cũng không phải cổ hủ người, cũng không phải loại kia mù quáng tự đại người, hắn hiểu lắm được nhanh nhạy. Lâm Phong không khỏi tự nói, nếu là đổi thành cái khác đại đế có lẽ sẽ không chủ động đi yêu cầu nó đại đế của hắn đi qua hỗ trợ, bởi vì người khác cũng không có cái này nghĩa vụ đi giúp hắn. Nhưng thần tiêu vương hiển nhiên không nghĩ như vậy, thần tiêu vương dùng chính mình lực chấn nhiếp, đưa ra yêu cầu như vậy. Ba tôn đại đế trong nội tâm tuy một vạn cái không nguyện ý, nhưng là không dám cự tuyệt không thể không phục tùng lời mời của thần tiêu vương. Ha 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 ha, nguyên lai là thần tiêu vương, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặt khác ba tôn đại đế cũng đều là thành tinh nhân vật tầm thường, nếu như vô pháp trốn tránh qua chuyện này, bọn họ liền lựa chọn cười đối mặt. Trong nội tâm tuy cực kỳ không nguyện ý lúc này xuất thủ, có thể trên mặt lại là nét mặt nụ cười bộ dáng. Một cái so với một cái chân thành, nhưng trong nội tâm không tình nguyện, cũng chỉ có ba người bọn họ biết. Đa tạ ba vị đạo hữu xuất thủ thần tiêu vương mỉm cười nụ cười của hắn hết sức mê người thật là làm cho người không khỏi có một loại như tắm gió xuân cảm giác thần tiêu vương liên hợp mặt khác ba tôn đại đế đối với kia hoàng kim cự long triển khai vây công hoàng kim cự long tuy hết sức cường đại nhưng là ngăn cản không nổi thần tiêu vương đợi tứ đại cường giả vây công cái này thần tiêu vương rõ ràng tại thu lực lượng căn bản không có đem hết toàn lực độc tổ nói lâm phong gật đầu hắn cũng có loại cảm giác này thần tiêu vương cũng không toàn lực xuất thủ chỉ là thi triển ra một bộ phận chiến lực, nhưng mặc dù như thế, đã đầy đủ kinh khủng. Thần tiêu vương cường đại, làm cho người ta không khỏi hơi bị rung động, hơi bị ngạc nhiên. Nếu là toàn lực xuất thủ, thần tiêu vương chính mình có lẽ là có thể giải quyết xong Hoàng Kim Cự Long. Nơi này chính là thú hoàng đại nhân thủ hộ cấm địa, các người dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa, quả thật chính là tự tìm chết. Hoàng Kim Cự Long tức giận gầm hét lên, phế nói nhiều như vậy, đi chết đi, Ám minh đại đế thần sắc băng lãnh đến cực điểm, tay hắn cầm một chuôi huyết sắc trường đao vây quanh thần tiêu vương sau lưng, sau đó một đao hướng phía thần tiêu vương chém giết đi qua. Khi khi một tiếng, xé rách thanh âm tùy theo truyền ra, hoàng kim cự long sau lưng đeo bị xé nứt ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi nhất thời phun bừng lên. Hoàng kim cự long không khỏi phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Thần tiêu vương, thần sơ thủy, tinh lạc trần tam đại cường giả đón lấy xuất thủ. Phụt, 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 bọn họ từng người quản lý cường đại binh khí, trực tiếp xé rách thân thể của Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Lấy một địch bốn dưới tình huống, Hoàng Kim Cự Long căn bản không phải thần tiêu vương đợi tứ đại cường giả đối thủ. Huống chi hiện giờ Hoàng Kim Cự Long còn nhận lấy trọng thương. Hiện giờ Hoàng Kim Cự Long tình huống hết sức không ổn. Tứ đại cường giả tùy thời tùy chỗ cũng có thể chu sát Hoàng Kim Cự Long thần tiêu vương ta đây khổ sở tứ đại cường giả công tác chuẩn bị ra càng cường đại hơn công kích bọn họ muốn chu sát hoàng kim cự long mắt thấy hoàng kim cự long sẽ bị thần tiêu vương chu sát thời điểm vừa lúc đó khí tức kinh khủng từ trong hư không tràn ngập xuất ra cái đó đúng lâm phong độc tổ ta tôn thánh giả con ngươi cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ trong hư không xuất hiện một đôi to lớn con ngươi đó là một đôi băng lãnh đến làm cho tâm thần người run rẩy con ngươi mặc dù chỉ là một đôi con ngươi nhưng bất luận kẻ nào thấy được đôi chồng mắt kia, đoán chừng đều biết ngạc nhiên thất sắc. Thú hoàng, nhất định là thú hoàng, Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, kia xong đột nhiên hiện ra rõ ràng con người tuyệt đối là màu hoàng kim con rắn nhỏ phụ hoàng, kia tôn đáng sợ thú hoàng. Lâm Phong, độc tổ, ta tôn thánh giả lúc trước chưa có tiếp xúc qua cái vị này thú hoàng, cho nên không biết cái vị này thú hoàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện giờ bọn họ chỉ có thấy được cái vị này thú hoàng một đôi con ngươi, liền cảm nhận được để cho bọn họ hít thở không thông áp bách chi lực. Có thể tưởng tượng cái vị này thú hoàng chiến lực đến cùng khủng bố đến đáng sợ đến mực nào tầng thứ. chương 3084, trong cấm địa đáng sợ tồn tại. Lúc thú hoàng chi mâu xuất hiện về sau màu hoàng kim con rắn nhỏ trong mắt liền loạn quay vòng lên, ra hỏa này tám phần tại đánh một ít lệch ra chủ ý. Lâm Phong thản nhiên nói, tốt nhất đừng có đùa cái gì hoa dạng, bằng không mà nói, ta không ngại trực tiếp tiêu diệt ngươi. Nguyên bản tâm tư lung lay lên màu hoàng kim con rắn nhỏ nghe được Lâm Phong lần này uy hiếp về sau nhất thời liền trung thực lại. Nó nhanh chóng nói, ta cũng không phải là loại người này, công tử ngàn vạn không thể như vậy hiểu lầm ta à, thật sự là có thể tháng 6 phiêu tuyết đồng dạng oan tình a. À? Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt, gia hỏa này vẫn còn biết tháng 6 phiêu tuyết oan tình. Lâm Phong thiếu chút nữa không có một trưởng trực tiếp rút đi qua. Tì tiện kiến hôi, liền bổn hoàng người cũng dám động, các ngươi tại tìm chết. Âm thanh băng lãnh bỗng nhiên vang vọng tại ở giữa thiên địa. Đón lấy kia xong đáng sợ con người chi chiếu xạ xuất ra hai đạo băng lãnh mâu quang, kia hai đạo băng lãnh mâu quang bay thẳng đến tứ đại cường giả quét qua. Bá, 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 bỗng nhiên, kia hai đạo băng lãnh mâu quang vậy mà phân tách thành bốn đạo băng lãnh mâu quang. Thú hoàng chi mâu thật sự là lợi hại, nó quét ra mâu quang lại còn có thể đủ tiến hành phân liệt. Tứ đại cường giả không có lựa chọn cùng thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang cứng đối cứng bọn họ lựa chọn rất nhanh lui về phía sau dùng cái này tới tránh né thú hoàng chi mâu quét ra khủng bố mâu quang thế nhưng là thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang trực tiếp khóa chặt lại thân thể của hắn vậy mà để cho bốn người bọn họ tránh cũng không thể tránh không thể không chống lại thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang tứ đại cường giả từng người đánh ra thần thông ngăn cản thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang thần tiêu vương quả nhiên lợi hại hắn đánh ra công kích trực tiếp hóa giải thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang Thần sơ thủy cũng rất khủng bố, hắn tuy bị chấn bay ra ngoài, thế nhưng hắn cũng chặn lại thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang. Ám minh đại đế thì là bị đánh bay ra ngoài, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của tinh lạc trần bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Từ đối kháng thú hoàng chi mâu quét ra mâu quang chuyện này liền đó có thể thấy được bốn người này chiến lược mạnh yếu. Bốn người này chi, dĩ nhiên là thời gian tu luyện ngắn nhất tạm thần tiêu vương nhất cường đại. Tiếp theo chính là thần sơ thủy, lại sau đó là ám minh đại đế, thực lực yếu nhất chính là tinh lạc trần. Ngô Hoàng chưa thế vô địch, thấy được thú Hoàng Chi Mâu cường đại như vậy, Hoàng Kim Cự Long nhất thời thành kính không la lớn. Đi, thần tiêu vương trầm giọng nói, cái thứ nhất hướng phía xa xa rất nhanh bay đi. Lập tức còn lại ba tôn đại địa cũng rất nhanh hướng phía xa xa lao đi. Vạn Hoàng Mâu Quang, ở thời điểm này, thú Hoàng Chi Mâu quét ra từng đạo đáng sợ trùng sáng kia từng đạo trùng sáng phảng phất có thể hủy diệt như thế thú hoàng chi mâu công kích thật sự là quá cường đại làm cho người ta rung động đến cực điểm phụt 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 liên tục ba đạo xé rách thanh âm truyền ra chỉ thấy tam đại cường giả thân thể nhao nhao bị xé nứt ám minh đại đế cùng tinh lạc trần lại càng là thiếu chút nữa bị trực tiếp chém ngang lưng duy chỉ có thần tiêu vương không có bị thương tổn mà sau đó bốn người này từng người thi triển bí pháp chạy ra ngoài thú hoàng chi mâu thần sắc băng lãnh nhưng nó không có truy sát ra ngoài có lẽ lực lượng không đủ để trèo chống thú hoàng chi mâu truy sát tứ đại cường giả cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác đợi tứ đại cường giả đào tẩu thú hoàng chi mâu cũng rất nhanh biến mất hoàng kim cự long gào to một tiếng bay vào cấm địa ngoại vi khu vực một tòa sơn mạch ở trong ngọn kia sơn mạch chi có một tòa long sao, đó là hoàng kim cự long chỗ ở hiện giờ hoàng kim cự long bị thương so sánh nghiêm trọng hoàng kim cự long vội vã phản hồi chính mình long xào chi tu dưỡng thấy được hoàng kim cự long tiến nhập long xào chi lâm phong không khỏi thở dài một cái ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía cấm địa chỗ một khu vực như vậy chỉ thấy một khu vực như vậy chi dãy núi liên nguyên tản ra mạnh mẽ chấn động lớn một khu vực như vậy giống như vị trí tử vong tuyệt địa đồng dạng tản ra làm cho người ta tim đập nhanh lực lượng bất luận kẻ nào tới gần cấm địa tựa hồ cũng hội hóa thành cấm địa chi vong linh đây tuyệt đối là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm ẩn chứa tuyệt thế hung hiểm không thể tùy tiện đi vào nó các thời kỳ thú hoàng thủ hộ chi địa, đến cùng có cái gì thần địa phương. Lâm Phong không khỏi nhíu mày, lập tức hắn dẫn đầu hướng phía cấm địa lao đi, màu hoàng kim con rắn nhỏ cũng không muốn cùng Lâm Phong một chỗ tiến vào. Lâm Phong liền để cho gia hỏa này ở bên ngoài chờ đợi, hắn cũng không sợ màu hoàng kim con rắn nhỏ đùa nghịch cái gì hoa dạng. Bởi vì gia hỏa này nếu là thật sự dám đùa hoa dạng, như vậy chính mình chỉ cần một cái thần niệm, có thể tiêu diệt màu hoàng kim con rắn nhỏ. Lâm Phong cùng độc tổ, tà tôn thánh giả một chỗ tiến nhập cấm địa chỗ khu vực, nơi này quả nhiên rậm rạp lấy cường đại cấm chế. Người bình thường tiến nhập loại này cấm chế rậm rạp địa phương quả thật nửa bước khó đi. Nhưng Lâm Phong lại bất đồng, Lâm Phong đối với trận pháp tạo nghệ thật sự là quá cao thâm. Hắn có thể tại các loại tuyệt sát đại trận chi như dẫm trên đất bằng. Tử vong tuyệt địa ở trong cấm chế cũng khó khăn không ngã Lâm Phong. Nơi đây trong cấm địa cấm chế tuy không khủng bố, nhưng Lâm Phong cảm giác nơi này cấm chế cùng tử vong tuyệt địa cấm chế bên trong hẳn là không sai biệt lắm là một cấp bậc cấm chế cho nên cái chỗ này cấm chế cũng không cách nào đối với lâm phong tạo thành quá lớn phiền toái tại lâm phong dưới sự dẫn dắt ba người có chút thuận lợi hướng phía cấm địa chỗ sâu trong hứng thú cấm địa tổng cộng có ngũ trọng sơn liên tục vượt qua tam trọng sơn mạch bọn họ cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm thẳng đến đi tới đệ tứ ngọn núi mạch thời điểm rồi mới cảm giác đến nguy hiểm Đông đông đông, một loại mười phần kỳ quái thanh âm bỗng nhiên vang vọng, nghe được loại âm thanh này về sau Lâm Phong ba người cũng không khỏi nhíu mày. Loại âm thanh này nghe rất giống là gõ chiêng trống thanh âm, nhưng ở chỗ này cấm địa ở trong, ai sẽ ở này gõ chiêng trống? Bởi vậy Lâm Phong cảm giác rất quái lạ, thế nhưng là loại kia thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn cùng với Độc Tổ, Tà Tôn Thánh Giả một mực ở tìm kiếm loại kia thanh âm khởi nguồn, thế nhưng bọn họ không có bất kỳ thu hoạch loại kia thanh âm cũng không biết là từ chỗ nào phát ra. Như thế quỷ dị, làm cho người ta không khỏi tâm thần nghiêm nghị. Dương gian hồn, âm phủ quỷ, chúng ta từ âm phủ, chúng ta muốn dẫn đi dương gian hồn. Ở thời điểm này một cỗ âm lãnh khí thức kinh khủng tràn ngập tại ở giữa thiên địa, đón lấy một đạo đạo buồn rười rượi thanh âm vang dội. Nghe được kia một đạo đạo buồn rười rượi thanh âm về sau tâm thần của Lâm Phong không khỏi dùng mình. Đạo kia thanh âm như thế quỷ dị, như thế đáng sợ, như là minh giới câu hồn sứ giả phát ra chiêu hồn thanh âm. Dầm dầm thanh âm truyền ra, đây là xiềng xích va chạm thanh âm, nghe tới loại âm thanh này về sau Lâm Phong cảm giác cơ thể lạnh buốt. Không hề sạch sẽ đổ vật muốn xuất hiện, độc tổ thần sắc ngưng trọng nói, bá, hào quang lóe lên, Lâm Phong nhanh chóng đem trang bị toái thi thần bí hộp sắt lấy xuất ra. Cái này thần bí hộp sắt có thể tịch tà, có thể kinh sợ thối lui rất nhiều đáng sợ mà quỷ dị tồn tại. mươi 3085, như đầu quái vật, Lâm Phong lấy ra thần bí hộp sắt về sau ẩn nấp ở âm thầm tồn tại vẫn không có hiện thân ý định. Thế nhưng là loại kia âm lãnh khí tức kinh khủng càng nồng đập, làm cho người ta không khỏi có một loại sờn tóc gáy, ngạc nhiên thất sắc cảm giác. Độc tổ cùng tà tôn thánh giả vẫn luôn đang lợi dụng năng lực của mình tới tìm kiếm ẩn nấp ở âm thầm tồn tại, thế nhưng là bọn họ không có bất kỳ thu hoạch. Hiển nhiên ẩn nấp ở âm thầm đại tồn tại thủ đoạn rất phi phàm, muốn tìm kiếm được bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình dầm dầm xiềng xích va chạm thanh âm thỉnh thoảng truyền ra vang vọng tại bên tai thế nhưng loại này khủng bố thanh âm vậy mà vô pháp xác định khởi nguồn ở chỗ nào giống như là cứ thế vang lên đồng dạng địa ngục minh hà chi thủy tại lưu chảy chúng ta mang theo tỏa hồn dây xích chúng ta cầm lấy tỏa hồn gông xiềng chúng ta đem mang theo dương gian hồn phách phản hồi địa ngục kia từng đạo thanh âm lần nữa vang dội là như thế quỷ dị làm cho người ta không khỏi có một loại sởn tóc gáy cảm giác âm thầm tồn tại nhưng vẫn chưa từng hiện thân, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ghen ghét Lâm Phong thần bí hộp sắt cho nên mới không có xuất thủ. Lâm Phong cảm giác có lẽ thật sự có loại khả năng này tính. Thế nhưng bọn họ chưa từng rời đi, này đã nói rõ ràng, thần bí hộp sắt tuy đưa tới những cái kia đáng sợ sinh linh kiêm kỵ, nhưng vô pháp kinh sợ thối lui những cái kia đáng sợ sinh linh. Địa phủ ta ta đều đi qua, không cần ở đây giả thần giả quỷ, nhanh chóng xuất hiện đi. Lâm Phong thần sắc hờ hững nói. Lúc trước hay là minh sứ thời điểm Lâm Phong đi qua mấy lần minh giới. Hắn cảm giác ẩn nấp ở âm thầm tồn tại cũng không phải tại giả thần giả quỷ. Kia mấy tồn tồn tại hẳn là thật sự là minh giới sinh linh. Đương nhiên, ẩn nấp ở âm thầm tồn tại rốt cuộc là một loại gì dạng sinh linh, bởi vì Lâm Phong còn không có có thể thấy được những người kia hình dạng thế nào, cho nên hiện tại cũng không nên phán đoán. Minh giới sinh linh cũng là vô cùng kỳ quặc, các loại loại hình sinh linh đều có cho nên hiện giờ lâm phong cũng không quá dễ dàng phán đoán đến chỗ này minh giới sinh linh đến cùng là vật gì bất quá nếu là có thể thấy được những cái kia minh giới sinh linh lâm phong trên đại thể có thể đoán được tới chúng chủng tộc lâm phong lúc trước tiến nhập minh giới thời điểm đã từng gặp minh giới bên trong rất nhiều bất đồng sinh linh đối với minh giới sinh linh hắn còn là có nhất định hiểu rõ oanh vừa lúc đó từng đợt khí thức kinh khủng tràn ngập mà ra cỗ này khí thức kinh khủng quả thật làm cho người ta hít thở không thông đồng dạng thật sự là thái quá mức mạnh mẽ. Một đạo đen kịt sắc to lớn bóng dáng hiện ra, kia tôn bóng dáng cầm trong tay một mảnh to lớn xiềng xích, hơn nữa to lớn đầu lâu phía trên sinh ra hai cái cự giác. Hai con cự giác tựa hồ là sừng trâu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghiêu đầu hay sao? Độc tổ không khỏi nói thầm lên, chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết giảng đến câu hồn sứ giả đầu trâu mặt ngựa. Nghiêu đầu vũ khí là một cây to lớn dĩa ăn, mã diện vũ khí thì là một mảnh to lớn xiềng xích. Đầu trâu mặt ngựa phân công là cực kỳ rõ ràng, như đầu trong tay Di ăn có được cực kỳ cường đại lực công kích. Làm gặp được một ít dám cả gan phản kháng linh hồn thời điểm. Như đầu hội cầm trong tay Di ăn giết chết mất đối phương. Mã diện trong tay xiềng xích chính là nghe đồn rằng tỏa hồn liệp dây xích. Loại này xiềng xích có thể khóa trụ bất kỳ sinh linh linh hồn, một khi linh hồn bị khóa ở về sau liền triệt để bị khốn trụ. Quản ngươi khi còn sống là tiên cũng tốt, là thần cũng thế. Thế nhưng là một khi bị xiềng xích khóa trụ, như vậy đến lúc sau liền chỉ có thành thành thật thật bị những cái này minh giới sứ giả bài bố bất quá trước mắt xuất hiện cái vị này như đầu quái vật trong tay cầm đồ vật không phải là to lớn dĩa ăn mà là một mảnh xiềng xích hiển nhiên thần thoại truyền thuyết có đôi khi cũng không thể đủ tất cả tin rầm rầm chỉ thấy như đầu quái vật trực tiếp tế ra xiềng xích hướng phía lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả quét qua lúc đó mảnh xiềng xích quét mua được thời điểm trong nháy mắt ba người liền cảm thấy một cỗ làm cho người ta hít thở không thông khí tức bao phủ toàn thân tại một khắc này lâm phong cảm giác linh hồn của mình giống như là muốn bị vô cùng vô tận hắc ám thôn phệ cái kia xiềng xích rất đáng sợ loại này đáng sợ không phải là nhằm vào tại thân thể tổn thương mà là nhằm vào tại linh hồn tổn thương này xiềng xích để cho lâm phong có một loại vĩnh viễn trầm luân cảm giác hơn nữa loại cảm giác đó hết sức mãnh liệt hắc ám thôn phệ linh hồn rốt cuộc vô pháp tỉnh lại tử vong sắp xảy ra, làm tử vong đến nơi thời điểm, linh hồn sẽ bị khóa liệp dây xích quấn chặt lấy. Sau đó bị câu hồn sứ giả dẫn vào trong địa ngục. Tử vong khí tức là như thế nồng đậm, cảm nhận được cỗ này khí tức về sau tâm thần của Lâm Phong không khỏi đột nhiên dùng mình. Loại khí tức này quá quen thuộc, năm đó tiến nhập minh giới thời điểm, tại minh giới khắp nơi có thể cảm nhận được loại này tử vong khí tức. Tại đây vô cùng thời khắc nguy hiểm, Lâm Phong nhanh chóng vận chuyển lục áp quan tinh đồ cái này cường đại thần thông theo lục áp quan tinh đồ vận chuyển, trong nháy mắt, loại kia cũng bị hắc ám thôn phệ, vĩnh cửu trầm luân cảm giác rồi mới tản đi. Lục áp quan tinh đồ môn thần thông này xác thực thái quá mức cường đại. Hơn nữa khác người, cái này linh hồn diệu pháp, rất nhiều thời điểm cũng có thể đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng, thật giống như hiện tại đồng giảng. Dựa theo lục áp quan tinh đồ môn thần thông này, Lâm Phong khắc phục lúc trước tao ngộ đáng sợ nguy cơ, hắn phục hồi tinh thần lại, thấy được kia quấn đến xiềng xích. Lâm Phong trực tiếp tế ra thạch kiếm, hắn hai tay nắm ở thạch kiếm sau đó hướng phía quấn đến xiềng xích chém giết mà đi. Khanh, mãnh liệt va chạm thanh âm không khỏi truyền ra, âm vang rung động, tuyên truyền giác ngộ. Lâm Phong thạch kiếm trực tiếp chém giết tại nhiều đầu quái vật tế ra kia kiện xiềng xích phía trên. Chỉ thấy cái kia xiềng xích phía trên hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều lượn lờ lấy vô tận thần quang. Những cái kia phù văn tràn ngập thần bí ẩn chứa cường đại đến làm cho người ta không khỏi hơi bị rung động lực lượng lâm phong thạch kiếm chịu uy khủng bố vô cùng thế nhưng là lực lượng thạch kiếm lại bị kia từng đạo phù văn hóa giải cái kia xiềng xích phía trên phù văn cũng không biết có lai lịch ra sao vậy mà như vậy phi phàm bất quá nghe được này đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm độc tổ cùng tà tôn thánh giả cũng bị đánh thức ti tiện kiến hôi đi tìm chết như đầu quái vật phát ra âm thanh băng lãnh chỉ thấy hắn mở ra bàn tay khổng lồ bàn tay kia che khuất bầu trời lượn lờ tại bên trong sương mù bay thẳng đến lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả ba người chấn sát hạ xuống bàn tay kia thật sự là quá khổng lồ quả thật giống như một ngọn núi khí tức trầm trọng mà áp bách cái vị này như đầu quái vật thật sự là đáng sợ đến cực điểm lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả cũng không khỏi cảm giác tâm thần nghiêm nghị mau lui lại lâm phong trầm giọng quát dẫn đầu hướng phía xa xa thối lui độc tổ cùng tà tôn thánh giả cũng không dám chậm trễ rất nhanh lui về phía sau bàn tay khổng lồ từ trời rơi xuống, lâm phong, độc tổ, tà tôn thánh giả ba người hiểm lại càng hiểm rồi mới tránh thoát kia cự đại thủ trưởng công kích. chương 3086 tiến nhập, cái vị này như đầu quái vật thực lực thật sự là lợi hại đến cực điểm, lâm phong ba người đối phó cái vị này như đầu quái vật vậy mà đều có chút hết sức. Đối mặt với cái vị này như đầu quái vật công kích, lâm phong thần sắc hờ hứng, chỉ thấy hắn vung tay lên. Minh vương trung bay ra, đây là minh vương truyền thừa xuống trí bảo, Lâm Phong hiện giờ nắm giữ lấy Minh Vương Trung pháp quyết, có thể đem uy lực của Minh Vương Trung kích phát ra. Như trước mắt cái vị này tồn tại thật sự là minh giới sinh linh, như vậy tất nhiên sẽ bị Minh Vương Trung của mình chỗ khắc chế, nếu không phải minh giới sinh linh, chỉ là ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đến lúc sau các loại pháp bảo ra hết, Lâm Phong tin tưởng tất nhiên có thể đối với cái vị này khủng bố sinh linh tạo thành thương tổn cực lớn. Oanh, Minh Vương Trung ở trong chấn động ra một cỗ khí tức kinh khủng, đón lấy một cỗ cường đại uy áp tràn ngập hướng phía kia tôn nghiêu đầu quái vật bao phủ mà đi. Cảm nhận được Minh Vương Trung ở trong phát ra cường đại khí tức, kia tôn nghiêu đầu quái vật nhất thời chấn động Minh Vương Trung, ti tiện kiến hôi, dĩ nhiên là người đánh cắp Minh Vương Trung. Kiện Minh Vương Trung này vẫn là lúc trước lâm phong, vô lượng đạo sĩ đi theo thầy khô lão giả đi vào địa phủ thời điểm trong lúc vô tình lấy được một kiện đồ vật. Kiện bảo bối này là minh giới trí bảo, đặt ở trong đường, chấn thủ địa phủ khí vận, nhưng hiện giờ bị Lâm Phong lấy được, hiện người của tại địa phủ đối với lâm phong cái này từng là minh sứ có thể nói là hận thấu xương đồng dạng thật đúng là minh giới sinh linh lâm phong giật mình nhìn về phía cái vị này như đầu quái vật đưa ta địa phủ minh vương trung như đầu quái vật thanh âm băng lãnh trong con ngươi lại càng là đã hiện lên lạnh lạnh sát ý nhìn về phía lâm phong một quang tràn đầy lạnh lùng vẻ hắn rất nhanh hướng phía lâm phong vào tới đại thủ trực tiếp chộp tới minh vương trung muốn cưỡng ép đem minh vương trung cho cướp đi lâm phong thì là toàn lực thúc giục lấy minh vương chung đối phó cái vị này như đầu quái vật bá vừa lúc đó cái vị này như đầu quái vật chiếu xạ ra một đạo óng ánh trói mắt trùm sáng đạo kia trùm sáng uy lực thật sự là mạnh mẽ đến cực điểm phảng phất có thể trong chớp mắt đục lỗ hư không uy lực vô cùng phụt cùng với xé rách thanh âm truyền ra đạo kia trùm sáng trực tiếp đánh xuyên như đầu quái vật thủ trưởng máu tươi nhất thời chảy ra a à, như đầu quái vật phát ra thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết lấy hắn cường đại như vậy tu vi thủ trưởng bị thương kỳ thật chỉ là rất nhỏ thương thế thế nhưng minh vương chung đối với mấy cái này minh giới sinh linh tạo thành thương thế cho dù là rất nhỏ thương thế cũng sẽ đối với mấy cái này minh giới sinh linh tạo thành to lớn thương tích tựa như cùng giờ này khắc này cái vị này như đầu quái vật bị thương nặng thân thể bay ngược ra ngoài thần sắc âm trầm đến cực điểm trong con ngươi lại càng là lóe ra từng trận lành lạnh sát ý đáng chết ga thật sự là đáng chết ga như đầu quái vật tức giận gầm hét lên Lâm Phong thì là đại hỷ, hắn tiếp tục thúc giục Minh Vương chung đối với nhiều đầu quái vật triển khai càng cường đại hơn công kích. Nhiều đầu quái vật biết Minh Vương chung đối với thương thế của hắn là bực nào cường đại, cho nên nhiều đầu quái vật cũng không tính cùng Lâm Phong tiếp tục chém giết tiếp. Thanh âm hắn băng lãnh nói, tiểu tử, người trộm lấy địa phủ trí bảo, người hội chết không yên lành, phàm là đắc tội người của địa phủ, đều không có cái gì kết cục tốt. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương để cho người canh ba chết, tuyệt không lưu lại người đến canh năm. Diêm Vương ra đại biểu chính là địa phủ, đắc tội địa phủ đúng là một kiện sự tình cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa địa phủ nắm giữ lấy Minh giới đi thông dương gian thông đạo, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phái cường đại Minh giới sinh linh để đối phó Lâm Phong. Đổi thành người khác đắc tội địa phủ dọa cũng có thể hù chết. Bất quá Lâm Phong cũng không sợ hãi địa phủ, bởi vì địa phủ sinh linh thuộc về âm phủ sinh linh, đi đến dương gian về sau những cái này sinh linh bị dương gian trật tự pháp tắc áp chế, chiến lược căn bản phát huy không đi ra đương nhiên mấu chốt nhất chính là lâm phong nắm trong tay minh vương chung như vậy trí bảo có thể khắc chế địa phủ sinh linh bởi vậy lâm phong liền càng sẽ không e ngại địa phủ hiện giờ minh giới phân liệt địa phủ liền minh giới sự tình cũng không thể trưởng khống còn có thể quản được dương gian sự tình hay sao thật sự là buồn cười đến cực điểm huống chi ta nhớ được lúc trước các ngươi xưng là chủ thượng kia tôn tiền bối còn chưa từng đến địa phủ liền đem địa phủ bên trong tất cả mọi người bị hù bỏ trốn mất dạng ta ta chính là đi theo vị tiền bối kia cướp sạch địa phủ bảo bối, cho nên các người địa phủ hay là tự cầu nhiều phúc a. À. Lâm Phong thản nhiên nói, hừ, có thể nghiêu đầu quái vật hừ lạnh một tiếng, theo như lời Lâm Phong những chuyện này đều là sự thật, để cho nghiêu đầu quái vật dị thường phẫn nộ cùng nghẹn khuất. Nghiêu đầu quái vật hận không thể lập tức chu sát Lâm Phong, nhưng Lâm Phong nắm trong tay Minh Vương Trung. Cho nên nghiêu đầu quái vật tạm thời căn bản vô pháp cùng Lâm Phong chống lại. Bởi vậy không thể không rời đi, chỉ thấy như đầu quái vật thân thể dần dần trở nên mở đi, rất nhanh biến mất vô tung. Gia hỏa này thật đúng là minh giới sinh linh, độc tổ không khỏi cảm khái một tiếng, những cái này minh giới sinh linh thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Bọn người kia cũng cực kỳ đáng hận, Lâm Phong nói, ba người bọn họ cũng không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong bước đi. Thành công vượt qua đệ tứ ngọn núi mạch, ba người đi tới đệ ngũ ngọn núi mạch. Sau đó bọn họ thấy được đệ ngũ ngọn núi mạch bên trong có một tòa chừng vạn mét cao sơn phong, mà ở Sơn Phong chỗ giữa sườn núi có một tòa to lớn sơn động, sơn động đỉnh thì là chiếm cứ một mảnh màu hoàng kim cự xà. Cái kia màu hoàng kim cự xà cũng không phải chân thật cự xà, mà là điêu khắc lên đi cự xà. Nơi này hẳn phải là cấm địa hạch tâm chi địa, Độc Tổ hưng phấn nói. Lâm Phong gật gật đầu, ba người rất nhanh hướng phía sơn động đi đến, bỗng nhiên, kia song hoàng kim cự xà trong con người vậy mà đã hiện lên băng lãnh mâu quang. Đón lấy cái kia điêu khắc tại thân núi trên hoàng kim cự xà vậy mà phục sống lại, phút phút, từng đạo khủng bố trùm sáng chiếu xạ ra ngoài, hướng phía lâm phong, độc tổ, tà tôn thánh giả quét tới. Những cái kia trùm sáng uy lực thật sự là quá cường đại, liền hư không đều gần như tại nứt vỡ. Thiên huyền bảo tháp, lâm phong vung tay lên, nhanh chóng tế ra thiên huyền bảo tháp cái này chí bảo tiến hành phòng ngự. Lúc đó từng đạo trùng sáng quét tới thời điểm thời điểm toàn bộ đều quét tại thiên huyền bảo tháp hình thành phòng ngự trên màn hào quang mặt. Sau đó truyền tới khanh 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 va chạm thanh âm giang giác giang giác thiên huyền bảo tháp phòng ngự màn hào quang chợt bắt đầu dạn nứt thấy như vậy một màn lâm phong bọn người lộ ra rung động vô cùng biểu tình điều này cũng thật bất khả tư nghị thật sự là tuyệt thế đại khủng bố a à. thiên huyền bảo tháp cường đại như vậy phòng ngự vậy mà đều ngăn cản không nổi hoàng kim cự xà công kích đi mau lâm phong trầm rộng quát tăng nhanh tốc độ hướng phía sơn động phóng đi hoàng kim cự xà trong con người quét ra càng nhiều chùm sáng một bộ phận chùm sáng quét tại không trung một bộ phận trùm sáng quét tại thiên huyền bảo tháp hình thành phòng ngự trên màn hào quang mặt. Thiên huyền bảo tháp phòng ngự màn hào quang giữ vững được ba đợt công kích liền triệt để tổn hại. Bất quá lúc này lâm phong ba người đã xông vào trong sơn động. Mà cái kia đối với bọn họ triển khai công kích hoàng kim cự xà thì là lần nữa biến thành một tôn hoàng kim cự xà pho tượng. Trường 3087, Phấn Hoa, trong sơn động, uốn lượn lượn vòng, kia uốn lượn con đường, giống như là long thân thể đồng dạng. Độc tổ nói, vậy mảnh hoàng kim cự xà mâu quang bên trong quét ra trùng sáng công kích cùng lúc trước chúng ta nhìn thấy thú hoàng chim mâu quét ra công kích quả thật không có sai biệt, xem ra loại thủ đoạn này hẳn là chúng này nhất tộc bồn mạng thần thông. Lâm Phong nói, quả thật có khả năng này, này nhất tộc thật sự là cường đại A, à, màu hoàng kim con rắn nhỏ tương lai có lẽ cũng có thể trưởng thành làm cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Ba người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền tới đến đệ nhất trọng thạch thất nơi này. Đệ nhất trọng thạch thất rậm rạp cấm chế, muốn đi vào trong đó cần mở ra cấm chế thấy được nơi đây cấm chế về sau Lâm Phong nhất thời có chút buồn bực đi lên. Nơi đây bọn họ không nên ở lâu, nhưng hiện giờ phá giải cấm chế hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian. Nếu là phá giải cấm chế thời điểm kia tôn thú hoàng trở lại, đến lúc sau chẳng phải là thập tử vô sinh. Ta tôn thánh giả, người đi bên ngoài trông coi, thấy được có bất kỳ không đúng địa phương nhanh lên cho chúng ta biết, chúng ta lập tức chạy xa. Lâm Phong nói, vâng, công tử, được Lâm Phong mệnh lệnh ta tôn thánh giả rất nhanh hướng phía bên ngoài lao đi hắn canh giữ ở cửa sơn động vị trí quan sát đến xung quanh gió thổi cỏ lay. Lâm Phong thì là nắm chặt thời gian phá giải cấm chế. Chọn vẹn hao phí 4 cái canh giờ, Lâm Phong mới phá hết cấm chế. Lúc trước nơi này cấm chế bị người phá giải, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy bị ta phá giải đi, nếu là lúc trước cấm chế không có bị người phá giải đi, như vậy hiện tại muốn phá giải đi nơi đây cấm chế tất nhiên còn muốn tiêu phí thời gian dài hơn. Lâm Phong không khỏi nói, kỳ thực trên bốn cái canh giờ cũng không tính ngắn, bởi vì một canh giờ là 2 giờ. Cho nên 4 canh giờ tương đương với 8 giờ, thời gian dài như vậy rất có thể phát sinh rất nhiều bất ngờ sự tình. Nhưng may mà kia tôn đáng sợ thú hoàng chưa từng đến nơi. Hắc hắc, công tử khiêm tốn, công tử trận pháp tạo nghệ thiên hạ vô song, lúc trước không có ai phá giải nơi đây trận pháp, công tử tất nhiên cũng có thể rất nhanh phá trận được. Độc tổ nhếch miệng nói, nịnh hót, lâm phong không khỏi nhếch miệng, hắn cùng với độc tổ đẩy ra cửa đá, rất nhanh tiến nhập cửa đá ở trong. Tòa thứ nhất thạch thất ở trong, ma khí cuồn cuộn, tại đây tòa thạch thất ở trong vậy mà sinh trưởng một cây tử sắc to lớn đóa hoa. Kia gốc tử sắc to lớn đóa hoa chừng chừng 5 mét đường kính, cũng không biết là cái gì đóa hoa, vậy mà sinh trưởng to lớn như thế. Là tử thần hoa, đây chính là thiên địa linh cây, cực kỳ hiếm thấy, năm đó ta nghe nói qua loại vật này, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Độc Tổ giật mình nói, đây là tử thần hoa. Lâm Phong giật mình hết sức hắn bỗng nhiên nghĩ tới Sơn Hải Kinh bên trong về tử thần hoa giới thiệu. Thu thập linh khí của thiên địa, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh hoa, cắm rễ ở trong hư không, đản sinh tại tử quang ở trong. Trong cánh hoa có thể trừa thần, phấn hoa có thể sáng tạo vạn linh, có được vô tận sinh cơ. Tử thần hoa, tin đồn có thể đản sinh ra trời sinh đất nuôi thần linh một loại thiên tài địa bảo, thái quá mức hiếm thấy, có thể so với thanh liên, tiên liên như vậy thiên tài địa bảo. Bảo bối như vậy, nếu là thai ngén ra sinh linh, đó chính là trong truyền thuyết thánh linh. Tỷ như lúc trước thanh liên bên trong thai ngén ra tiểu tiên nữ. Nàng đản sinh tại thanh liên bên trong, tràn ngập vô tận tiên khí. Chỉ là Lâm Phong đã có một đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy tiểu tiên nữ, cũng không biết tiểu tiên nữ đi chỗ nào. Chưa từng thai ngén xuất ra thánh linh, thế nhưng phấn hoa cũng rất chân quý, đủ để kinh thế. Độc tổ hưng phấn nói, loại cấp bậc này thiên tài địa bảo thứ trọng yếu nhất chính là phấn hoa phấn hoa thai ngén lấy vô cùng vô tận sinh cơ, tin đồn, phấn hoa tại thai ngén thánh linh thời điểm làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Thánh linh có thể hay không thai ngén thành công, cùng phấn hoa có quan hệ rất lớn. Hiện giờ gốc này tử thần hoa cánh hoa hơi hơi mở ra, lờ mờ trong đó, có thể thấy được bên trong phấn hoa. Bảo bối như vậy lúc trước kia tôn cường giả đi vào cũng không có lấy đi sao. Lâm Phong không khỏi nói thầm lên, có lẽ đối phương lấy đi càng thêm vật chân quý, sau đó không kịp lấy đi gốc này tử thần hoa đã bị phát hiện rồi, cho nên không thể không rút lui. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại khả năng tính, đối phương tới đây có rất mạnh mục đích tính. Chỉ lấy đi chính mình cần có đồ vật, còn lại đồ vật đụng cũng không đụng. Người như vậy tu luyện giả thế giới có rất nhiều, Lâm Phong cũng mặc kệ lúc trước tiến nhập nơi đây cường giả lấy đi vật gì, hiện giờ tâm tư của hắn đều ở đây gốc tử thần hoa phía trên. Lâm Phong ý định đem gốc này tử thần hoa đào đi. Thế nhưng hắn phát hiện, căn bản vô pháp đào đi tử thần hoa có cường đại cấm chế thủ hộ tử thần hoa hơn nữa dù cho phá vỡ những cái này cấm chế cũng không cách nào mang đi tử thần hoa bởi vì lâm phong từ trong cấm chế cảm nhận được một cỗ hủy diệt lực lượng nếu là cấm chế bị phá giải mất đến lúc sau cấm chế sẽ trực tiếp phá hủy tử thần hoa mẹ tình nguyện phá hủy bảo bối như vậy cũng không cho người khác phải đi thật sự là hung ác a à. lâm phong không khỏi thấp giọng mắng một câu lập tức hướng phía tử thần hoa điểm ra chỉ này chỉ điểm một chút trên tử thần hoa mặt tử thần hoa cánh hoa bắt đầu chậm rãi tách ra tử thần hoa bình thời là không ra thả bởi vì tử thần hoa tại thai ngén phấn hoa bất quá nếu là tử thần hoa mở ra phấn hoa sẽ từ trong đó bay ra ngoài hiện giờ tử thần hoa mở ra lâm phong nhanh chóng lấy ra bình xứ đem tử thần hoa phấn hoa góp nhặt lên khi tất cả phấn hoa đều phiêu sau khi đi ra tử thần hoa cánh hoa lại một lần khép kín lên lâm phong thì là đem trang bị tử thần hoa phấn hoa bình xứ góp nhặt lên lập tức hắn cùng với độc tổ tại đệ nhất trọng thạch thất ở trong tiếp tục tìm kiếm cái khác bảo bối nhưng không thu hoạch được gì đón lấy lâm phong nhìn về phía đệ nhị trọng thạch thất cửa đá hắn đi tới nơi này tòa cửa đá bên cạnh nhất thời cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra cỗ này khí tức thật sự là quá đáng sợ làm cho người ta hít thở không thông nếu là dựa vào thân cận quá thậm chí có họa sát thân mau lui lại lâm phong trầm giọng nói hắn cùng với độc tổ rất nhanh tụt hậu hơn mười thước cỗ này khí tức kinh khủng rồi mới tiêu thất. Độc tổ giật mình nói, chỗ này cửa đá thật đáng sợ. Lâm Phong nói, không phải là cửa đá đáng sợ, là trên cửa đá mặt cấm chế đáng sợ. Hắn nhíu mày, lập tức nói, đi thôi, được phấn hoa liền đủ rồi. Đồ vật bên trong không phải chúng ta có thể nhìn xem được. Lâm Phong rất có tự mình hiểu lấy, có hy vọng có được đồ vật gì đó có thể vật lộn đọ sức. Nhưng hiển nhiên tòa thứ hai cửa đá bên trong đồ vật bọn họ rất khó được đến, tòa thứ hai cửa đá quá kinh khủng, căn bản vô pháp mở ra. Hơn nữa Lâm Phong luôn luôn không phải là một cái lòng tham không đáy người. Tử thần hoa phấn hoa đã đầy đủ chân quý, chỉ lấy được tử thần hoa phấn hoa, cũng chuyến đi này không tệ. Hảo, độc tổ gật gật đầu, cùng Lâm Phong một chỗ rất nhanh rời đi tòa thứ nhất thạch thất. Bọn họ cùng tà tôn thánh giả tụ hợp cùng một chỗ, sau đó hướng phía cấm địa bên ngoài lao đi. mươi 3088, đột phá đại đế làm ba người từ trong sơn động lướt đi thời điểm kia tôn hoàng kim cự xà lần nữa phục sống lại sau đó tiếp tục đối với lâm phong ba người triển khai công kích ba người rất nhanh chạy xa ra ngoài tránh thoát hoàng kim cự xà công kích mà hoàng kim cự xà cũng không có đuổi giết hắn nhóm thấy được từ trong cấm địa đi ra lâm phong ba người màu hoàng kim con rắn nhỏ hiển nhiên là một bộ cực kỳ phiền muộn biểu tình gia hỏa này đương nhiên cực kỳ hy vọng lâm phong ba người chết ở cấm địa ở trong thế nhưng lý tưởng rất tốt đẹp sự thật rất tàn khốc, Lâm Phong ba người không chỉ có bình yên vô sự còn sống ra. Hơn nữa còn chiếm được tử thần hoa phấn hoa, màu hoàng kim con rắn nhỏ loại kia thất vọng biểu tình lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Phong thấy được nó trong nội tâm ý nghĩ. Nếu là bị Lâm Phong đoán được ý nghĩ của nó, nó lo lắng Lâm Phong hội đã diệt nó, mấy người rất nhanh rời đi nơi đây, sau đó tìm một một chỗ yên tĩnh. Tử thần hoa phấn hoa rất không phàm trần, có thể tương trợ tu sĩ hoàn thành lột xác. Tin đồn từ thần hoa phấn hoa chân quý nhất phương tiện là có thể để cho tu sĩ hoàn thành sinh mệnh tầng thứ lột xác. Cái gì kia là sinh mệnh tầng thứ lột xác đâu này? Tỷ như, từ phía trên thần lột xác thành cự thần chính là sinh mệnh tầng thứ lột xác. Từ cự thần lột xác đến chuẩn đế cũng là sinh mệnh tầng thứ lột xác. Từ chuẩn đế lột xác thành đại đế đồng dạng là sinh mệnh tầng thứ lột xác. Độc tổ cùng tà tôn thánh giả đều gặp phải sinh mệnh tầng thứ lột xác bởi vì bọn họ hai người tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đến đại đế cảnh giới nhưng cần một cái cơ hội hiện giờ tử thần hoa có lẽ chính là bọn họ đột phá cơ hội lâm phong đem tử thần hoa chia làm ba phần hắn một phần độc tổ một phần tà tôn thánh giả một phần nếu là độc tổ cùng tà tôn thánh giả có thể đột phá đến đại đế cảnh giới như vậy đối với lâm phong là thật lớn trợ lực độc tổ cùng tà tôn thánh giả đối với lâm phong trung thành và tận tâm là lâm phong khí trọng nhất hai cái thuộc hạ bọn họ một khi đột phá đến đại đế cảnh giới đem có thể vì lâm phong chia sẻ rất nhiều chuyện bởi vậy lâm phong rất chờ mong hai người có thể lấy được đột phá ta đây này màu hoàng kim con rắn nhỏ cũng vây quanh qua đôi mắt trông mong nhìn thấy trang bị tử thần hoa phấn hoa xứ sao sao tư tưởng có nhiều xa liền lăn rất xa lâm phong nhếch miệng nói màu hoàng kim con rắn nhỏ nói đây chính là chúng ta này nhất tộc bảo bối người trộm lấy chúng ta này nhất tộc bảo bối dù nói thế nào cũng có ta một phần a ta đây là mượn, đợi về sau sẽ trả được. Lâm Phong bĩu môi nói, màu hoàng kim con rắn nhỏ nhất thời cuồng mắt trợn trắng. Nó tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Phong ngày sau còn có thể còn những lời này. Nhưng hiện giờ nó cũng cầm Lâm Phong không có cách nào. Mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn. Người bây giờ là tù nhân, không muốn phải nhìn vật gì tốt cũng muốn, tin hay không làm thịt ngươi hầm cách thủy một nồi canh rắn. Độc tổ hung dữ nhìn về phía màu hoàng kim con rắn nhỏ ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn, màu hoàng kim con rắn nhỏ nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Nó nội tâm hung dữ kêu lên, đợi bổn thái tử thoát khốn, nhìn bổn thái tử như thế nào chừng chỉ các ngươi. Lâm phong ba người không có lại đi để ý tới màu hoàng kim con rắn nhỏ, bọn họ đều chuẩn bị luyện hóa tử thần hoa phấn hoa. Lâm phong cự ly đột phá đại đế cảnh giới còn có một đoạn đường muốn đi, bất quá hắn như cũng có thể luyện hóa tử thần hoa phấn hoa. Tử thần hoa phấn hoa có thể tương trợ hắn tiếp tục đột phá. Tại trước khi bế quan, Lâm Phong một phát bắt được màu hoàng kim con rắn nhỏ. Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, màu hoàng kim con rắn nhỏ tức giận gào lên. Lâm Phong bỏ qua màu hoàng kim con rắn nhỏ phản kháng, trực tiếp đem màu hoàng kim con rắn nhỏ ném vào tứ hung đỉnh ở trong. Sau đó đem màu hoàng kim con rắn nhỏ đã chân áp lên. Sở dĩ chân áp màu hoàng kim con rắn nhỏ là vì gia hỏa này nội tâm xảo trá, Lâm Phong lo lắng ba người bế quan thời điểm màu hoàng kim con rắn nhỏ ra hỏa này làm tiếp xuất ra một ít gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Đã chân áp màu hoàng kim con rắn nhỏ về sau ba người liền bắt đầu bế quan. Lâm Phong lấy ra phấn hoa, trực tiếp đem phấn hoa hút vào trong thân thể. Trong nháy mắt, thân thể của Lâm Phong liền sinh ra một loại mười phần cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là muốn phiêu lên. Tại một sát na kia, Lâm Phong cảm giác chính mình từ bế quan trong sơn động biến mất, hắn đi tới một tòa trong thế giới hoa hải nơi này là như thế mỹ lệ trong thế giới hoa hải đứng một cô gái nàng một thân bạch y dáng người là như thế mê người chỉ là nàng đưa lưng về phía lâm phong bởi vậy lâm phong nhìn không đến cô gái này hình dạng thế nào mỹ nữ chuyển cái thân để cho bổn công tử nhìn xem lâm phong hô nữ tử nghe không được thanh âm của hắn bởi vì lâm phong cũng không thuộc về thế giới này lâm phong rất muốn nhìn xem cô gái kia tướng mạo như vậy mê người dáng người nếu là còn có một chương tuyệt mỹ khuôn mặt vậy thì thật là nhân gian vưu vật a à. sốt cục nữ tử bắt đầu dần dần xoay người lâm phong thấy được một khuôn mặt mỹ lệ đến làm cho người ta hít thở không thông bên mặt thật đẹp a à. lâm phong không khỏi cảm khái nàng này ứng thiên trên có nhân gian sao có thể vài lần thấy lâm phong thật mong chờ người này tuyệt mỹ nữ tử có thể hoàn toàn xoay người để cho hắn hảo hảo thưởng thức một chút cô gái này dung nhan tuyệt thế thế nhưng lúc này cô gái này tại trong bụi hoa như một cái mỹ lệ hồ điệp đồng dạng hướng phía xa xa bay đi chớ đi a à, thật là nhớ cùng ngươi có một hồi phong hoa tuyết nguyệt thối lui quần áo thẳng thắn thành khẩn đối đãi lâm phong cao giọng kêu lên đuổi theo nữ tử nghe được lâm phong lời nói này về sau tựa hồ nổi giận khí tiện tay quét qua một cổ lực lượng cường đại quét tại trên người lâm phong trực tiếp đem lâm phong cho quét bay ra ngoài ai ôi lâm phong không khỏi kêu đau một tiếng hắn từ loại kia kỳ diệu trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Hoa tiên tử, lâm phong giật mình, vừa mới là vì hút vào phấn hoa, mông lung bên trong thấy được một tôn hoa tiên tử. Hảo năng lượng cường đại, rất nhanh lâm phong liền chấn động, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình ở trong tích xúc đại lượng năng lượng. Những năng lượng này cực kỳ khổng lồ minh mông, giống như đại hải minh mông. Lâm phong nhanh chóng hấp thu trong cơ thể những năng lượng này. Những năng lượng này đều là phấn hoa phân giải về sau phóng xuất ra năng lượng. Lâm Phong luyện hóa những cái này năng lượng cường đại về sau Tu Vi trọn vẹn tăng lên ba cái bậc thang bằng đá. Cuối cùng, Lâm Phong Tu Vi dừng lại tại 53 tầng bậc thang bằng đá tầng thứ. Lúc này độc tổ cùng tà tôn thánh giả vẫn đang bế quan, bọn họ chỗ nghi tâm kiếp quang càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Phong rất nhanh đi ra bế quan chi địa, phát hiện trên 9 tầng trời, mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội. Hiển nhiên độc tổ cùng tà tôn thánh giả cũng bắt đầu dẫn hạ xuống lôi kiếp của mình. Một ngày về sau, Độc tổ cùng tà tôn thánh giả trước sau xuất quan, sau đó xông lên chín tầng trời, bắt đầu độ đại đế kiếp. Hai người bọn họ tích góp cường đại, hơn nữa đều tương đương với lấy được lần thứ hai sinh mệnh. Cảm ngộ ra rất nhiều sinh mệnh chân lý, đế kiếp tuy cực kỳ đáng sợ, thế nhưng độc tổ cùng tà tôn thánh giả cũng không phụ hy vọng. Cuối cùng thành công nâng lấy đế kiếp, trước sau đột phá đến đại đế cảnh giới. Trường 3089, kinh lịch thái cổ cuộc chiến chưa chết tồn tại, độc tổ cùng ta tôn thánh giả đột phá đến đại đế cảnh giới để cho lâm phong hết sức cao hứng hai người đều là lâm phong phụ tá đắc lực bọn họ đột phá đối với lâm phong mà nói là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu sau khi đột phá ba người liền rất nhanh rời đi đột phá kia mảnh núi rừng lớn như thế động tĩnh tất nhiên sẽ đưa tới không ít cường giả bởi vậy cái chỗ này không nên ở lâu hắc hắc đại đế cảnh giới chính là đại đế cảnh giới quả nhiên không phải là chuẩn đế có thể sánh bằng được sau khi đột phá độc tổ cực kỳ hưng phấn Năm đó độc tổ đã từng đem tu vi tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh phong tầng thứ. Cự ly đột phá đại đế cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng cuối cùng bị chân áp. Hơn nữa độc tổ thân thể hủy diệt, thiếu chút nữa thần hồn nứt vỡ. Nhưng thân thể của hắn tương đối đặc thù, linh hồn cùng kịch độc dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng tàn hồn bất diệt. Thẳng đến bị lâm phong phóng xuất ra, tại sống hay chết kinh lịch bên trong, độc tổ đối với sinh mạng, đối với thần thông, đối thiên đạo cảm mộ cũng không phải người bình thường có thể tới đánh đồng. Tà tôn thánh giả cùng độc tổ tình huống không sai biệt lắm, kinh lịch tân sinh về sau. Rốt cuộc đột phá đến đại đế cảnh giới. Đi, đi đến tuyệt vọng triều trạch. Lâm Phong nói, trên nửa đường hắn sẽ bị trấn áp màu hoàng kim con rắn nhỏ phóng ra. Sau đó Lâm Phong mệnh lệnh màu hoàng kim con rắn nhỏ biến lớn. Màu hoàng kim con rắn nhỏ thân hình rất nhanh biến lớn. Sau đó Lâm Phong ba người ngồi ở màu hoàng kim con rắn nhỏ trên người màu hoàng kim còn rắn nhỏ tốc độ nhanh như thiểm điện hướng phía tuyệt vọng chiều trạch địa phương phóng đi. Hiện giờ thú chiều dần dần rút đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ trào vào lâu lan đảo ở trong, tất cả mọi người đang tìm kiếm lâu lan đảo bên trong bảo bối. Bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên tiến nhập lâu lan đảo tu sĩ, trước đó đã có nhiều phê tu sĩ tiến nhập lâu lan đảo ở trong. Đặc biệt là phụ thân của phong yêu như phong thiên thần rất sớm trước đã ra ngoài tìm kiếm lâu lan đảo muốn biết rõ lúc đó ngoại giới người đối với lâu lan đảo còn hoàn toàn không biết gì cả lâm phong cũng là lúc này mới biết được lâu lan đảo hiện tại lâm phong thậm chí hoài nghi lâu lan đảo xuất hiện có phải hay không cùng phong thiên thần có quan hệ đương nhiên hắn biết cái này hoài nghi là không có bất kỳ căn cứ cho nên nói đây hết thảy trước mắt mà nói cũng chỉ là hoài nghi đợi ngày sau thấy phong thiên thần có lẽ mới có thể biết được đây hết thảy tuyệt vọng triều trạch đây là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm màu hoàng kim con rắn nhỏ đi đến tuyệt vọng triều trạch thời điểm thần sắc hết sức khó coi tuyệt vọng triều trạch bên trong đều có cái gì lâm phong không khỏi hỏi đây là một chỗ chân chính đáng sợ tuyệt địa phụ hoàng khuyên bảo ta không nên vào nhập tuyệt vọng triều trạch bên trong nhưng bên trong cụ thể có cái gì phụ hoàng không có nói cho ta biết màu hoàng kim con rắn nhỏ nói xem ra những người khác là thực muốn trở thành canh rắn thang hay sao lâm phong không khỏi thản nhiên nói màu hoàng kim con rắn nhỏ ra hỏa này tuyệt đối không có nói thật bởi vì Lâm Phong có thể cảm ứng được hắn một ít tâm tình biến hóa, gia hỏa này rất nhiều lời, không thể tin tưởng. Ta nói đều là thật sự, màu hoàng kim con rắn nhỏ nói, kéo xuống trực tiếp chém. Lâm Phong nói, hắc hắc, không cần phiền toái như vậy, một trường liền có thể đánh chết cái này không thành thật gia hỏa. Độc tổ nhếch miệng vừa cười vừa nói, màu hoàng kim con rắn nhỏ nhanh chóng nói, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ. Ta hiện tại chợt nhớ tới tới, phụ hoàng trả lại cho ta nói một ít bí mật. Hả, bí mật, là về tuyệt vọng chiều trạch bí mật sao? Lâm Phong không khỏi tò mò hỏi. Màu hoàng kim con rắn nhỏ nhanh chóng gật đầu, lập tức nó nói, không sai, chính là về tuyệt vọng chiều trạch bí mật. Tuyệt vọng chiều trạch này cũng không đồng dạng, ẩn chứa đại bí mật. Nghe nói tuyệt vọng chiều trạch chỗ sâu trong có một tòa tuyệt vọng ma cốc, ở trong tuyệt vọng ma cốc thì là đang ngủ say một tôn khủng bố đến vô pháp tưởng tượng tồn tại. Cái vị này tồn tại là người nào? Lâm Phong giật mình hỏi nghe nói cái vị này tồn tại đã trải qua thái cổ cuộc chiến mà bất tử từ đó có thể biết hắn rốt cuộc là một tôn kinh khủng bực nào thánh linh màu hoàng kim con rắn nhỏ nói lâm phong độc tổ tà tôn thánh giả ba người đều là chấn động thái cổ thời đại tu sĩ cũng chia là rất nhiều loại tỷ như loại thứ nhất sống ở thái cổ thời đại tại thái cổ thời đại về sau quật khởi tu sĩ sống cho tới bây giờ tự nhiên vô cùng cường đại loại thứ hai thái cổ thời đại cũng đã cực kỳ cường đại sống cho tới bây giờ hội càng thêm cường đại. Loại thứ ba, thái cổ thời đại quật khởi, mà còn tham gia thái cổ thời đại những năm cuối chàng kia thảm thiết đại chiến, lại còn tại đại chiến bên trong sống sót tu sĩ. Cái này tu sĩ, mới là thái cổ thời đại kinh khủng nhất tu sĩ. Nhưng như vậy tu sĩ hết sức hiếm thấy, chư thiên vạn giới bên trong, có lẽ cũng rất khó tìm đến quá nhiều như vậy tu sĩ. Mà trước mắt chỗ này tuyệt vọng chiều trạch bên trong thậm chí có một tôn như vậy tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc này màu hoàng kim con rắn nhỏ tiếp tục nói, cái vị này đáng sợ tồn tại trên người cất giấu rất nhiều bí mật kinh người, ngay cả ta phụ hoàng cũng không dám đi chiêu trọc cái vị này tồn tại. Tuyệt vọng chiều trạch là hắn ngủ say địa phương, chỗ như thế, tự nhiên ẩn chứa vô cùng vô tận nguy hiểm, hơi không cẩn thận là được có thể thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đáng sợ nhất nguy hiểm còn là tới từ ở cái vị này cổ xưa đáng sợ này tồn tại, hắn thường xuyên hội tỉnh lại, mỗi một lần tỉnh lại, tất nhiên hội tạo thành một hồi tai nạn phụ thân của ngươi có từng gặp qua cái vị này tồn tại lâm phong không khỏi hỏi hắn cảm thấy màu hoàng kim con rắn nhỏ phụ thân có lẽ nhìn thấy qua cái vị này khủng bố sinh linh năm đó đã từng thấy qua nhưng là chỉ là xa xa ngắm nhìn một cái không dám tới gần màu hoàng kim con rắn nhỏ nói lâm phong lại hỏi thăm một ít cái khác nội dung thế nhưng hắn vô pháp từ màu hoàng kim con rắn nhỏ nơi này đạt được quá nhiều về kia tôn khủng bố sinh linh sự tình bởi vì màu hoàng kim con rắn nhỏ biết có hạn hơn nữa nó biết nội dung cũng đều là năm đó nghe nó phụ hoàng ngẫu nhiên nhắc tới lâm phong nói bất kể như thế nào cũng phải xuyên việt việt vọng triều trạch hơn nữa kia tôn ngủ say khủng bố tồn tại cũng không nhất định hội ở thời điểm này tỉnh lại bọn họ tiến nhập việt vọng triều trạch bên trong dọc theo con đường này có không ít người đều tiến nhập việt vọng triều trạch ở trong đa số đều là vạn tộc vực ngoại trùng tộc còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ bởi vì này tam phương thế lực cao thủ tương đối nhiều mà cửu châu cao thủ cùng tam phương thế lực cao thủ là xa xa không có cách nào đánh đồng. Cho nên mỗi khi xuất hiện một ít đại cơ duyên thời điểm, đến đây tìm kiếm những cái này cơ duyên tu sĩ bên trong, cửu châu tu sĩ sở chiếm cứ tỷ lệ thật là tiểu nhân một bộ phận. Oanh, khí tức kinh khủng tràn ngập tại ở giữa thiên địa, phát ra làm cho người ta hít thở không thông ba động, chấn động hư không, tuôn động thập phương. Chỗ sâu trong có một tôn cường đại cự thú từ trong ao đầm vọt ra, đó là một đầu mười phần cổ quái hung thú, như cá sấu, nhưng đầu lâu lại như là cá mập. Đầu kia hung thú cực kỳ đáng sợ, thế nhưng, tiến nhập Việt vọng chiều trách cao thủ Đông đảo. Đầu kia hung thú bị rất nhiều cường đại tu sĩ liên thủ đánh chết. Chương 3090, thiết lập ván cục. Vậy là sa ngạc, một loại cực kỳ đáng sợ hung thú, mấu chốt nhất chính là loại sa ngạc này chính là quần cư tính sinh linh. Hiện tại đã chết một đầu sa ngạc, nhất định sẽ có càng nhiều sa ngạc xuất hiện, chúng ta đi mau, nếu ngươi không đi lời sợ là muốn đi không hết. Màu hoàng kim con rắn nhỏ thần sắc kinh khủng nói, chỉ có kiến thức qua sa ngạc thủ đoạn nhân tài biết sa ngạc đến cùng đến cỡ nào cường đại, màu hoàng kim con rắn nhỏ đã từng thấy qua sa ngạc xuất động, thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Vậy nhanh chóng rời đi nơi này, Lâm Phong trầm giọng nói, tăng nhanh tốc độ, phóng tới chỗ sâu trong. Không có bao lâu, phía sau truyền đến khí tức kinh khủng, chỉ thấy đầm lầy địa chi leo ra tất cả to lớn sa ngạc. Dậm dạp chằng chịt sa ngạc hội tụ lại với nhau, chung vào một chỗ khối lớn có ngàn đầu sa ngạc. Sa ngạc hình thể to lớn, hơn nữa chiến lực khủng bố, những sa ngạc này phần lưng thì là sinh trưởng từng đám cây gai xương. Hiện giờ những cái kia từ đầm lầy chi bỏ ra tới sa ngạc cao rộng gầm hét lên. Bá, 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 hào quang lóe lên, sa ngạc phần lưng gai xương toàn bộ bay ra ngoài, kia từng đạo gai xương giống như phi kiếm. Nhẹ nhàng một kích, phảng phất có thể chém vỡ thiên địa, uy lực mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng kia rậm rạp chằng chịt gai xương hội tụ cùng một chỗ trong chớp mắt hóa thành kiếm hải phô thiên cái địa gai xương hướng phía đi ngang qua những tu sĩ kia ám sát mà đi sa ngạc đeo kiếm vạn linh né tránh màu hoàng kim con rắn nhỏ nói phốc 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 xé rách thanh âm liên tiếp truyền ra từng tên một tu sĩ bị sa ngạc lưng bay ra ngoài gai xương đâm xuyên qua thân thể chết thảm tại chỗ sa ngạc bầy công kích thật sự là quá cường đại đại lượng tu sĩ chết đi thật sự là cực kỳ bi thảm a à. Lâm Phong đám người chưa từng lưu lại, rất nhanh hướng phía chỗ sâu trong bay đi. Không lâu sau về sau tuyệt vọng triều trạch một trong thì tin tức kinh người truyền ra. Nói là có người phát hiện thái cổ hoàng điệp trứng, ngoại trừ thái cổ hoàng điệp trứng bên ngoài còn có hơn 10 gốc tiên hoàng cỏ. Loại này tiên hoàng cỏ rất đặc biệt, chính là bồi dưỡng thái cổ hoàng điệp trứng tài liệu một trong. Có thể tương trợ thái cổ hoàng điệp trứng rất nhanh ấp nở tới thái cổ hoàng điệp. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài quả thật đưa tới sóng to gió lớn bởi vì thái cổ hoàng điệp thật sự là quá đáng sợ thái cổ thời đại cường đại nhất sinh linh một trong a vũ sực nhẹ nhàng chấn động liền có thể dạn nước thiên địa chấn giết đại đế thái cổ hoàng điệp chứng vật như vậy tuyệt đối có thể cho bất luận kẻ nào đều tim đập thình thịch hiện giờ tuyệt vọng triều trạch chi vậy mà xuất hiện thái cổ hoàng điệp chứng thật sự là kinh thiên động địa đại tin tức a nghe nói tin tức này về sao lâm phong cũng cực kỳ chấn kinh hắn nơi này có một mai thái cổ hoàng điệp chứng không ngờ tới tuyệt vọng chiều trạch chi vậy mà cũng xuất hiện ba miếng thái cổ hoàng điệp trứng. Thái cổ hoàng điệp như vậy sinh linh thái quá mức hiếm thấy, nếu là có thể nhiều đào tạo xuất ra mấy tôn thái cổ hoàng điệp kia tự nhiên là thiên đại hảo sự. Đến lúc sau mang theo mấy cái thái cổ hoàng điệp ra ngoài, quả thực là gặp thần sát thần, gặp Phật chu Phật. Tà ma ác linh, yêu ma quỷ quái, vũ dực chấn động. Tất cả đều chu sát, đương nhiên ngoại trừ thái cổ hoàng điệp trứng ra, những cái kia tiên hoàng cỏ cũng là lâm phong nhìn xem thiên tài địa bảo. Hắn thân mai này thái cổ hoàng điệp trứng cần đặc thù thiên tài địa bảo mới có thể đào tạo xuất ra. Vừa vận tiên hoàng cỏ có thể đào tạo thái cổ hoàng điệp trứng. Nếu là có thể đạt được những cái kia tiên hoàng cỏ, nói không chừng thân mai này thái cổ hoàng điệp trứng có thể ấp nở tới, nghĩ tới đây, Lâm Phong liền không khỏi có chút hưng phấn lên. Nếu là thật sự có thể đem thái cổ hoàng điệp ấp nở tới kia thái quá mức nghịch thiên. Rất nhiều tu sĩ đều đi đến xuất hiện thái cổ hoàng điệp trứng địa phương bay đi, nghe nói cái địa phương kia rất nguy hiểm không chỉ có có cường đại hung thú thủ hộ thái cổ hoàng điệp trứng còn có tiên hoàng cỏ. Hơn nữa thái cổ hoàng điệp trứng cùng tiên hoàng cỏ xung quanh còn có cực kỳ cường đại cấm chế pháp trận, nếu là chạm đến những cái kia cấm chế pháp trận, đến lúc sau tất nhiên chỉ có một con đường chết. Bất quá này như cũ vô pháp ngăn cản được mọi người nhiệt tình. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Chờ đến cái địa phương kia nói không chừng có biện pháp giải quyết những cái này khó khăn. Lâm phòng đám người cũng rất nhanh hướng phía cái địa phương kia bay đi xuất hiện thái cổ hoàng điệp chứng địa phương gọi là hắc ma lĩnh là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm cái địa phương kia tản ra khí tức kinh khủng lượn lờ lấy khói đen hơn nữa nó cư trú lấy đại lượng hắc ma thú nơi này hắc ma thú cùng ngoại giới hắc ma thú không đồng nhất nơi này hắc ma thú đều là biến dị hắc ma thú sau lưng mọc lên hai cánh sinh ra bò cặp đồng dạng cái đuôi tại cái đuôi cuối cùng thì là sinh ra một cây gai ngược gai ngược mặt là xanh đầm đìa màu sắc hiển nhiên ẩn chứa kịch độc lâm phong đám người đi tới nơi đây thời điểm đại lượng tu sĩ cùng những hắc ma này thú đại chiến lại với nhau hắc ma đàn thú hết sức khổng lồ dưới bình thường tình huống không có ai cũng nguyện ý trêu chọc hắc ma đàn thú khủng bố như vậy sinh linh thế nhưng thái cổ hoàng điệp chứng thật sự là quá hấp dẫn người đủ để cho vô số người hơi bị mạo hiểm cho nên đến chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều thậm chí còn có đại đế cấp bậc cường giả đến nơi trận này đại chiến cực kỳ thảm thiết đại lượng hắc ma thú bị chu sát nhưng là có rất nhiều tu sĩ bị hắc ma đàn thú chu sát máu tươi thành sông thây ngang khắp đồng đây là tu luyện giả thế giới tính tàn khốc tu luyện giả thế giới khắp nơi đều là sát lục khắp nơi đều là tử vong phát sinh ở tình huống trước mắt đã là như thế một trận chiến này chết đi quá nhiều hung thú cũng chết đi quá nhiều tu sĩ hắc ma đàn thú bị khu trục ra ngoài sau đó đại lượng tu sĩ trào vào hắc ma lĩnh ở trong Lúc mọi người tiến nhập Hắc Ma Lĩnh về sau cũng không có phát hiện nơi này thái cổ hoàng điệp trứng, cũng không có phát hiện tiên hoàng cỏ. Bị gạt, có người thần sắc âm trầm nói, đoán được mình bị lừa gạt. Ai thiết lập âm mưu, đón lấy có người tức giận gầm hét lên, con người chỉ ẩn chứa lành lạnh sát ý. Quả thật hận ý ngập trời, bởi vì đồng bạn của bọn hắn chết ở lúc trước đại chiến chi. Âm âm nổ mạnh bỗng nhiên vang dội, đón lấy xung quanh trận văn đan chéo, rậm rạp chẳng chỉ trận văn xuất hiện, phong tỏa thiên địa. Ai dám tính kế chúng ta? Rất nhiều tu sĩ tức giận gầm hét lên. Chúng ta cũng không nghĩ nhầm vào mọi người, chỉ là thiết lập ván cục dẫn một người đến nơi. Nếu là này, ván cục không chân thực, dùng cái này từ giảo hoạt làm sao có thể hội làm đâu này. Hư không chi truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm, thiết lập ván cục dẫn ai đến đây? Đón lấy có người hỏi, Lâm Phong, đối phương nói, cái gì, Lâm Phong cũng đến chỗ này sao? Rất nhiều tu sĩ chấn động, đặc biệt là những cái kia vạn tộc, vực ngoại chủng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ lại càng là chấn kinh không, có người ở nhằm vào lâm phong, muốn chu sát lâm phong. Vì vậy thiết lập này, ván cục, tổn thất to lớn như thế, là muốn đem lâm phong đưa tới. Bá, bỗng nhiên, một đạo trùng sáng chiếu xa tại lâm phong thân, sau một khắc, lâm phong liền biến mất vô tung. Bị đạo kia trùng sáng dịch chuyển đến không biết địa phương. Trường 3091, 17 tôn cao thủ. Bá, hào quang lóe lên, Lâm Phong nhất thời xuất hiện ở một cái địa phương khác. Đây là một tòa yên tĩnh núi rừng, xung quanh liền một tí gió thổi cỏ lay thanh âm cũng không có. An tĩnh đến gần như tại quỷ dị trình độ, trong hư không là rậm rạp chẳng chịt đan chéo cùng một chỗ trận văn. Mỗi một đạo trận văn đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng. Những cái này trận văn là trong núi rừng bắt đầu nay đã tồn tại trận văn, chẳng qua hiện nay bị người lợi dụng đi lên. Xuất thủ người tuyệt đối là một tôn cao thủ, nắm giữ lấy vô cùng diệu pháp vì tính kế đến Lâm Phong, đối phương có thể nói trăm phương ngàn kế, lớn như thế thủ bút đối phó Lâm Phong, chính là muốn chu sát Lâm Phong. Lâm Phong đã trên đại thể đoán được đối phương lai lịch. Vạn tộc, vực ngoại chủng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ, ngoại trừ này tam phương thế lực tu sĩ. Còn có ai như thế trăm phương ngàn kế đối phó chính mình? Xuất hiện đi, không cần tiếp tục đã ẩn tàng. Lâm Phong thần sắc hờ hững nói. Ha 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 ha, Lâm Phong, hôm nay người sắp chết đến nơi, trước khi chết có thể còn có cái gì di ngôn sao? Lúc này một cái đầu người biên bước thân thể xấu xí sinh linh xuất hiện. Chỉ bằng ngươi quái vật kia cũng muốn giết ta. Lâm Phong không khỏi châm chọc nói, đó là vạn tộc huyết biên bước tộc tu sĩ. Trước kia Lâm Phong gặp qua này nhất tộc tu sĩ, nhưng cùng này nhất tộc tu sĩ không có cái gì cùng xuất hiện. Hiện giờ là lần đầu tiên cùng này nhất tộc tu sĩ giao tiếp. Này nhất tộc rất đáng sợ, chiến lược cường đại. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là này nhất tộc thánh linh vô cùng xấu xí, cũng vô cùng tà ác. Cái vị này sinh linh một đôi âm lãnh trong con người lóe ra lành lạnh mục quang. Huyết biên bức tộc người này tu sĩ nghe được Lâm Phong đối với hắn khinh miệt cùng khinh thường về sau thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói, đợi tí nữa rơi vào bổn tỏa trong tay thời điểm, bổn tỏa rất chờ mong thấy được ngươi là như thế nào cầu xin tha thứ được. Lâm Phong, chúng ta lại gặp mặt, vừa lúc đó, một đạo cười nhà thanh âm bỗng nhiên từ trong hư không truyền ra, đón lấy một tên công tử trẻ tuổi ca từ trong hư không dẫm trận tại chỗ mà ra người này tuổi trẻ công tử vô cùng anh tuấn một thân tu vị thâm bất khả chắc hắn ăn mặc một thân tinh thần trường bào anh tuấn tiêu sái nụ cười của hắn hết sức ôn hòa chỉ bất quá dưới cái nhìn của lâm phong nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia lành lạnh cảm giác thấy được người công tử ca này về sau lâm phong không khỏi hơi hơi nhíu mày người này không phải người khác chính là tinh nguyệt tộc tinh vũ thần Lúc trước Lâm Phong gặp qua người này mấy lần, bất quá hắn cùng Tinh Vũ Thần trong đó không có cái gì ăn. Hiện tại Tinh Vũ Thần cũng tham dự đến vây giết hành động của mình bên trong, tự nhiên là bởi vì trong đó liên lụy đến rất nhiều lợi ích. Lâm Phong nắm giữ pháp bảo, thần thông, các loại thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên tu luyện vân vân và vân vân. Những cái này đều là đủ để cho người điên cuồng đồ vật. Những vật này đủ để cho rất nhiều người đối với Lâm Phong sản sinh vô tận sát ý. Cho nên khi biết có người ý định vây giết Lâm Phong thời điểm, tinh vũ thần không chút do dự tham dự đi vào, hắn muốn trở thành trong đó một phần tử, lúc Lâm Phong bị chu sát thời điểm. Nguyên bản thuộc về Lâm Phong hết thảy, tất nhiên có một bộ phận sẽ thuộc về hắn. Còn có người nào, đều cùng nhau xuất hiện đi, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem đều là người nào muốn bố trí ta vào chỗ chết. Lâm Phong thần sắc đạm mạc nói, Lâm Phong, người đã sớm đáng chết, hôm nay để cho người chết, đều là tiện nghi ngươi. Lâm Phong, ngươi mặc dù chết một ngàn lần, một vạn lần cũng chết không có gì đáng tiếc. Ha 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 ha, giết ngươi, cửu châu không còn lấy được xuất thủ thiên chi kiêu tử. cửu châu thất thủ, sẽ từ tử vong của ngươi bắt đầu. ngươi nhất định nhìn không đến cửu châu thất thủ một khắc này. Từng đạo cười to thanh âm truyền ra, trọn vẹn 17 bảy tôn cường đại tồn tại, mỗi một tôn đều dị thường khủng bố. những người này trên cơ bản đều là vạn tộc, vực ngoại chủng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ thế nhưng trong những người này, cũng có người tộc tu sĩ. Người này nhân tộc tu sĩ Lâm Phong lúc trước nhìn thấy qua, địa sư nhất mạch từ Thiên Tông. Người này thế nhưng là một tôn nhân vật rất giỏi, địa sư nhất mạch nhân tài mới xuất hiện. Từ Thiên Tông là thiên phú tốt nhất một người, cũng là tối được xem trọng một người. Từ Thiên Tông nắm giữ lấy rất nhiều cường đại thần thông, hơn nữa hắn tại trên trận pháp mà tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Đế chiến bên trong, địa sư nhất mạch lão tổ bị giết, địa sư nhất mạch tức giận, từ Thiên Tông đối với Lâm Phong tự nhiên là sát ý ngập trời. Đương nhiên để cho Từ Thiên Tông cảm thấy hứng thú hay là trên người Lâm Phong về thiên sư nhất mạch truyền thừa. Từ Thiên Tông là một cái tu luyện cuồng nhân, hơn nữa hắn cực kỳ si mê nghiên cứu các loại đại trận, cho nên hắn tại trên trận pháp mà tạo nghệ đã đến một loại xuất thần nhập hóa trình độ. Địa sư nhất mạch truyền thừa đã vô pháp thỏa mãn Từ Thiên Tông. Từ Thiên Tông cần càng cường đại hơn truyền thừa, Lâm Phong để cho hắn nhìn thấy hy vọng bởi vì lâm phong là thiên sư nhất mạch truyền nhân ngoại trừ bên ngoài từ thiên tông lâm phong còn thấy công tử nhất người này đây là hắn nhận thức vài người nam tu còn có vài người nữ tu lâm phong cũng là nhận thức tỷ như đi theo tại thiên yêu hoàng chi tử bên người người kia yêu nữ mỗi lần nhìn thấy người này yêu nữ lâm phong đều biết cảm giác được có chút kinh diễm bởi vì người này yêu nữ thật sự là rất xinh đẹp động lòng người rồi xinh đẹp dáng người phối hợp kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thật sự là vưu vật a à. Ngoài ra Lâm Phong còn chứng kiến Nguyệt Linh Tâm, nàng cùng tinh vũ thần đồng dạng đều là xuất từ ở tinh nguyệt tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải là một cái người của gia tộc. Phân biệt xuất từ ở tinh nguyệt tộc hai đại thế gia sao nhà cùng nguyệt gia. Càn khôn đại thế giới giao cơ tiên tử cũng tới đến nơi đây, nàng giống như cửu thiên rớt xuống phạm trần tiên tử, là xinh đẹp như vậy xuất trần. Hiện giờ cũng muốn chu sát Lâm Phong, này tam đại tuyệt đại giai nhân gia, còn có một người nữ tử, không biết là chủng tộc gì ăn mặc một thân hát sắc quần áo bó đem phiêu uyển chuyển thân thể mềm mại hoàn toàn tôn lên xuất ra. thật là đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông trình độ người kia tuyệt đại gia nhân quyến rũ phong tình phát hiện lâm phong ánh mắt nhìn hướng nàng thời điểm lại vẫn đối với lâm phong chấp chấp mị nhãn nếu không phải biết tình huống cụ thể người còn tưởng rằng người kia tuyệt thế xinh đẹp nữ tử là lâm phong tình nhân cũng nha kỳ thực trên hai bên dương cung bạt kiếm tùy thời tùy chỗ đều muốn bạo phát cuộc chiến sinh tử. Thật sự là là đại thủ bút A, vì giết ta, vậy mà chọn vẹn xuất động 17 tôn đỉnh cấp cường giả. Lâm Phong thần sắc đạm mạc nhìn về phía xung quanh 17 tôn cường giả. Này 17 người, bất kỳ người nào lấy ra đều là loại kia có được đại khí vận, đại cơ duyên người. Bất kỳ người nào lấy ra, đều là loại kia có thể vượt qua đại cấp bậc vượt cấp khiêu chiến thiên chi kiêu tử. Ngày thường, muốn gặp được như vậy một đám thiên kiêu thật sự là quá khó khăn. Nhưng hiện giờ, này 17 tôn đỉnh cấp Thiên Kiêu vì giết chết Lâm Phong, thậm chí không tiếc liên thủ. Tuy người ta là địch nhân, nhưng không thừa nhận cũng không được, đều muốn giết ngươi không phải là một chuyện dễ dàng tình, chúng ta tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cổ thần tộc Thiên Kiêu thần đạo khung thanh âm hờ hững nói. Kẻ này thủ đoạn đa đoan, chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng. Công tử niết buồn rười rượi nói, hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực, chuẩn bị xuất thủ gạt bỏ Lâm Phong. Những người còn lại nhao nhao bắt đầu vận chuyển pháp lực, các loại cường đại thần thông ngưng tụ ra. Những cái kia khủng bố thần thông nhao nhao hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Chương 3092, Thái cổ thời đại cường giả phục hồi. Nhiều như vậy cường giả liên thủ lên đánh ra công kích hình thành công kích Hồng Lưu bay thẳng đến Lâm Phong bao phủ mà đến. Bọn họ sớm đã có chỗ chuẩn bị, hơn nữa còn là không chê vào đâu được chuẩn bị, 17 tôn cường giả liên thủ, những người này đối với chính mình cực kỳ tự tin bởi vì bọn họ xác thực hết sức cường đại, có thực lực này đối phó Lâm Phong. Đối mặt với 17 tôn cực hạn cường giả vây công Lâm Phong thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên, này 17 tôn tu sĩ, mỗi một người cũng không đơn giản, chiến lực dị thường mạnh mẽ. Hiện giờ Lâm Phong cũng không dám khinh thường, hắn vung tay lên, bá, hào quang lóe lên, trong nháy mắt, thiên huyền bảo tháp bay ra. Đón lấy thiên huyền bảo tháp rủ xuống hạ xuống rồi óng ánh trói mắt trùm sáng lúc thiên huyền bảo tháp trùng sáng rủ xuống hạ xuống về sau liền hình thành cường đại phòng ngự màn hào quang. 17 tôn cường giả liên thủ đánh ra công kích đánh giết tại thiên huyền bảo tháp hình thành trên màn hào quang mặt nhất thời bị hóa giải được. Đế binh cấp bậc phòng ngự pháp bảo uy lực to lớn, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được bất kỳ tu sĩ thần thông công kích. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn tại trong thời gian ngắn có thể làm được điểm này, nếu là tiếp tục đại chiến. Thiên huyền bảo tháp phòng ngự hệ thống cũng sẽ bị những người này liên thủ phá hủy, cho nên lúc này Lâm Phong cần nắm chặt thời gian, đánh chết những tu sĩ này. Có lẽ nghĩ biện pháp phá vòng vây ra ngoài, một mình hắn dù cho chiến lực cường đại hơn nữa, cũng rất ngăn cản được 17 danh tu sĩ vây công. Lâm Phong thử đánh chết mấy người, thế nhưng hắn rất khó làm được điểm này, bởi vì đối phương nhân số thật sự là rất nhiều, tùy thời tùy chỗ có thể thi triển ra cường đại công kích đối phó Lâm Phong. Cho nên hiện tại Lâm Phong gặp phiền toái. Ha 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 ha, Lâm Phong, xem ra người hôm nay chỉ có một con đường chết. Một Tôn Thiên Kiêu không khỏi phá lên cười, sau ngày hôm nay, người đem sẽ bị triệt để xóa tên. Đón lấy lại có Thiên Kiêu cười lạnh lên tiếng, sát ý nghiêm nghị. Bọn họ tiếp tục công tác chuẩn bị cường đại thần thông đối với Lâm Phong triển khai công kích. Nếu là Liều Tiêu Hao chiến, Lâm Phong một người tự nhiên Liều không thoát đối phương 17 cái người. Này sao sao cường giả đều có chỗ giữ lại, hiển nhiên bọn họ là muốn từ từ mài từ từ cho chết Lâm Phong. Đây là phương pháp tốt nhất bởi vì như vậy bọn họ cũng sẽ không có thương vong nếu thật là bước quá mau một khi bộc phát ra thảm thiết đại chiến dù cho đánh chết lâm phong nói không chừng cũng có mấy người bị lâm phong lôi kéo cùng nơi đệm lưng những tu sĩ này không muốn chuyện như vậy phát sinh cho nên bọn họ muốn không ngừng tiêu hao lâm phong pháp lực đợi đến lâm phong pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm chiến lực giảm nhiều đến lúc sau bọn họ sẽ một loạt mà lên chu sát lâm phong đi tìm chết hơn 10 tôn cường giả một vòng mới công kích lại một lần ngưng tụ ra. Lâm Phong vẫn lấy thiên huyền bảo tháp ngăn cản những người này công kích. Làm công kích của bọn hắn đánh giết trên thiên huyền bảo tháp mặt thời điểm. Thiên huyền bảo tháp nhất thời phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Chỉ thấy thiên huyền bảo tháp hình thành phòng ngự trên màn hào quang mặt vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt, thấy được những cái kia vết nứt về sau. Lâm Phong không khỏi thần sắc đại biến, nhiều như vậy vết nứt, thiên huyền bảo tháp sợ là sắp ngăn cản không nổi này 17 tôn cường giả công kích. Kẻ này phòng ngự pháp bảo hình thành phòng ngự màn hào quang sắp bị phá hủy, đợi đến phòng ngự màn hào quang bị phá hủy, hắn cự ly bị chúng ta chu sát liền không xa. Không sai, phá vỡ hắn pháp bảo phòng ngự màn hào quang, lấy chúng ta thực lực, muốn giết hắn, quả thật giống như tàn sát chó. Những cái này thiên kiêu nhao nhao nói, nhìn về phía lâm phong mâu quang như nhìn nhìn một tên người chết đồng dạng, bất luận kẻ nào gặp được hiện giờ tình huống đều biết cảm giác được vô cùng phiền toái. Mẹ, muốn không cần thi triển sao sao huyền công chu sát bọn họ. Lâm Phong thần sắc âm trầm xuống, trong lòng của hắn đã hiện lên từng trận lành lạnh sát ý. Thi triển sao sao huyền công cần lớn lao dũng khí, bởi vì sao sao huyền công đối với bản thân tổn thương quá lớn. Hơn nữa đối với thọ nguyên hao tổn thái quá mức nghiêm trọng. Bởi vì thi triển sao sao huyền công có một cái hạn chế điều kiện. Làm tu vi thấp hơn một ngàn vạn năm thời điểm thi triển sao sao huyền công lập tức tử vong làm tu vi vượt qua một ngàn vạn năm thời điểm mới có thể thi triển sao sao huyền công. Hiện tại Lâm Phong thọ nguyên chừng 800 ngàn năm lâu. Thi triển sao sao huyền công tự nhiên không có có vấn đề gì. Lâm Phong sao sao huyền công đã tu luyện đến tầng thứ ba. Tầng này sao sao huyền công có thể đề thăng 8 lần chiến lực. Trước mắt này 17 tôn tu sĩ xác thực rất đáng sợ, điểm này Lâm Phong thừa nhận, hơn nữa bọn họ có chỗ giữ lại. Nhưng mình không phải là không có chỗ giữ lại, Lâm Phong đoán chừng, lấy chính mình thực lực trước mắt toàn lực xuất thủ, sau đó lại thi triển ra sao sao huyền công, để thăng 8 lần chiến lực. Đến lúc sau nói không chừng có thể đem những người này toàn bộ giết chết. Thế nhưng, đến lúc sau chính mình còn thừa lại 10 năm thọ nguyên. Đây là một cái lưỡng bại câu thương kết quả, bởi vậy Lâm Phong có chút do dự có phải hay không hẳn là thi triển ra sao sao huyền công liều tiêu diệt bọn người kia. Những người trước mắt này bên trong thế nhưng là có không ít siêu cấp lớn địch. Tỷ như công tử Niết, người này che giấu cực sâu là vạn tộc che giấu sâu nhất tu sĩ trẻ tuổi một trong. Lại tỷ như từ thiên tông, người này tu vi cường đại, đối với trận pháp tạo nghệ cao thâm mạc chắc. Cũng là một tôn cực kỳ khủng bố tồn tại, này 17 tôn cường giả bên trong, không ít đều là loại kia thiên phú nghịch thiên tồn tại, tương lai thành tựu không thể lường được. Mẹ, những người này chính mình tự tìm chết, kia liền tiêu diệt bọn họ, còn lại 10 năm thọ nguyên thì thế nào? Ta tin tưởng trong vòng 10 năm, ta tất nhiên có thể thành đế. Lâm Phong trong con người hiện lên hung ác lê y, mục quang, sao sao huyền công tác dụng phụ rất đáng sợ, 10 năm thọ nguyên trong nháy mắt phung lên. Này trong vòng 10 năm, nuốt bất kỳ gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo cũng hoặc là linh đan diệu dược, cũng không có cách nào gia tăng thọ nguyên. Trừ phi tại trong vòng 10 năm, vượt qua một cái đại cảnh giới. Sau đó đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, mới có thể lần nữa kéo dài tánh mạng. Hiện giờ tình thế nguy cấp, lâm phong cũng định thi triển sao sao huyền công tiêu diệt những cái này tính kế chính mình tu sĩ nhưng vừa lúc đó xa xa một tòa to lớn trong sơn cốc phát ra một cỗ khí thức kinh khủng đón lấy vô cùng vô tận khói đen cuồn cuộn lên những cái kia khói đen rất nhanh tuôn động mà đến bên trong sương mù như là ngủ đông ở ẩn lấy một tôn cái gì khủng bố sinh linh làm cảm nhận được bên trong sương mù phát ra khủng bố khí thức về sau tâm thần của lâm phong hơi hơi dùng mình chẳng lẽ là bỗng nhiên Lâm Phong nghĩ tới lúc trước màu hoàng kim con rắn nhỏ theo như lời kia Tôn Thái cổ cường giả. Bên trong sương mù khí tức rất cổ xưa, vô cùng đáng sợ. Lâm Phong suy đoán rất có thể là kia Tôn Thái cổ cường giả thức tỉnh. Có ý tứ, thật là có ý tứ, Bổn tọa liền thích xem đùa giỡn, thế nhưng các ngươi trận này đại chiến, 17 người vây công một người không đủ kích thích, Bổn tọa muốn xem đến một ít càng kích thích đại chiến. Bên trong sương mù truyền tới một đạo âm lãnh thanh âm. Không tốt, đi mau. Vây công Lâm Phong 17 Tôn Cường giả cảm nhận được bên trong sương mù khí tức về sau từng cái một thần sắc đại biến quay người liền chạy trốn. Lâm Phong cũng rất nhanh hướng phía xa xa bỏ chạy, thế nhưng tất cả mọi người đã thất bại. Kia cuồn cuộn khói đen cuốn tới, đem tất cả mọi người quấn vào trong đó. Lập tức, khói đen rất nhanh hướng phía nơi xa sơn cốc đã bay trở về đi. Chương 3093, đánh chết một người. Ma vụ cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cuốn chư thiên, uy lực mạnh nghe rợn cả người. Tất cả mọi người đang kịch liệt vùng vẫy, muốn thoát khỏi đáng sợ ma vụ, thế nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, bất kể như thế nào dễ dụa. Cũng khó khăn lấy thoát khỏi ma vụ, này cuốn thiên địa ma vụ thật sự là quá đáng sợ một ít, làm cho người ta không khỏi hơi bị rung động. Thật sự là kia tôn thái cổ thời đại bất tử cường giả sao? Nếu thật là cái vị này tồn tại, cái này dưới đã có thể gặp được đại phiền toái. Nhiều người như vậy bị cái vị này đáng sợ tồn tại thổi sang một tòa chim hót hoa nở trong sơn cốc. Nguyên bản tòa sơn cốc này hết sức xinh đẹp mỹ lệ, thế nhưng là trong một chớp mắt, trở nên âm trầm khủng bố. Mỗi người đều thần sắc âm trầm, hiện giờ mọi người cũng không có tiếp tục tranh đấu hạ xuống tâm tư. Những người khác có lẽ không biết người xuất thủ là ai, nhưng Lâm Phong đã đoán được. Bởi vậy sắc mặt của hắn càng khó coi, nếu thật là kia Tôn đã trải qua thái cổ đại chiến cũng không từng chết đi kia Tôn tồn tại liền thật sự xong đời. Cái vị này tồn tại nghĩ muốn giết bọn hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Nơi này là tuyệt vọng ma cốc sao? Lâm Phong không khỏi nói. Còn lại ánh mắt của người nhìn về phía Lâm Phong, bọn họ đối với cái này địa không có bất kỳ lý giải, không ngờ tới Lâm Phong vậy mà đối với nơi này có hiểu rõ, để cho bọn họ giật mình hết sức. Người cũng biết ngược lại là thật nhiều, kia tôn thần bí tồn tại cười lạnh nói. Nói như vậy, người chính là tuyệt vọng trong sơn cốc kia tôn trải qua thái cổ đại chiến chưa từng chết đi tu sĩ. Lâm Phong tiếp tục nói, cái gì, trải qua thái cổ đại chiến chưa từng chết đi, rất nhiều người cũng không khỏi chấn động, thái cổ thời kỳ cuối đại chiến là này một cái kỷ nguyên kinh khủng nhất đại chiến một trong, có thể so với tiên thiên sinh linh đại chiến. Tiên thiên sinh linh đại chiến, tiên thiên sinh linh trên cơ bản cũng đã vẫn lạc, rất ít nhìn thấy tiên thiên sinh linh trên thế gian đi đi lại lại. Mà thái cổ đại chiến, tiên nhân trên cơ bản đều vẫn lạc, cũng rất ít nhìn thấy tiên nhân trên thế gian đi đi lại lại. Đây là kỳ nguyên bắt đầu về sau hai cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Hiện giờ xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên là một tôn đã trải qua thái cổ đại chiến hơn nữa sống sót tồn tại, hắn rốt cuộc là tu vi gì. Những cái này trăm phương ngàn kế muốn tính kế lâm phong 17 tôn thiên kiêu một cái sắc mặt so với một cái khó coi, bọn họ muốn tính kế lâm phong, tự cho là không chê vào đâu được, nhưng xuất hiện như vậy biến cố, liền chính bọn họ đều gãy tiến vào. Năm tháng giằng giặc, ngoại giới còn có người nhớ rõ bổn tọa thật sự là khó khăn a à. Cái vị này tồn tại thanh âm sâu kín nói, tựa hồ có chút cảm khái, lại dường như có một chút thương cảm. Dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, thời gian cũng không có thể phai mở hắn. Từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ, thọ nguyên thật sự là thái quá mức dài rằng giặc. Bá, vừa lúc đó sơn cốc chỗ sâu trong xuất hiện từng đạo ma quang. Sau đó một tòa cung điện như ẩn như hiện, tuyệt vọng ma cung, mọi người xem đến đó tòa cung điện danh tự, tuyệt vọng ma cung bốn chữ chính là lấy thần ma máu tươi viết mà thành, vĩnh viễn bất kiền hạc. Tòa cung điện này hẳn phải là kia tôn thái cổ cường giả hành cung. Nếu như được gọi là ma cung, chắc hẳn hẳn là một tôn cao thủ của ma đạo. Như thế nào mới có thể thả chúng ta rời đi?" Một tên thiên kiêu hỏi. Hắn cảm thấy, nếu như cái vị này thái cổ tồn tại một mực chưa từng xuất thủ gạt bỏ bọn họ, tất nhiên sẽ cho bọn họ muốn sống cơ hội. Rất đơn giản, các ngươi 18 người hỗn chiến, cuối cùng sống sót người kia liền có thể từ nơi này ra ngoài. Thái cổ thời đại cái vị này cường giả buồn rười rượi nở nụ cười. Nghe được người này lời nói này về sau Lâm Phong thần sắc không thay đổi. Bất kỳ khả năng kết quả hắn cũng đã đoán được, cho nên cũng không cảm giác có cái gì kinh ngạc địa phương. Mà đổi thành ngoại 17 tôn thiên kiêu thần sắc đại biến. Bọn họ vốn là minh hữu quan hệ, hiện giờ lại muốn tự giết lẫn nhau. Cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể đi ra ngoài một cái. Đây quả thật là quá tàn khốc, siêu siêu siêu, nguyên bản đứng chung một chỗ 17 người nhanh chóng rất nhanh tách ra, hiện giờ mỗi người đều mỗi người cảm thấy bất an này 17 tôn thiên kiêu bản thân chính là tạm thời tổ hợp cùng một chỗ. Đợi đánh chết Lâm Phong về sau, cái này tạm thời cấu thành liên minh sẽ giải tán. Này 17 người trong đó, tự nhiên không có bao nhiêu tín nhiệm đáng nói. Động thủ đi, để cho bổn tọa nhìn một hồi đặc sắc đại chiến A. Cái vị này thái cổ cường giả buồn rười rượi nói, thanh âm của hắn để cho mỗi người đều sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, mọi người đã không có lựa chọn nào khác. Trước chu sát Lâm Phong, Chúng ta lại nhất quyết thắng bại như thế nào? Một tên thiên kiêu đề nghị. Hảo, những người còn lại nhao nhao gật đầu đồng ý hạ xuống. Giết, 17 tôn thiên kiêu cường giả quát lạnh một tiếng, bay thẳng đến Lâm Phong bay vút mà đến. Hư, Lâm Phong thần sắc hờ hứng, hắn tế ra thiên huyền bảo tháp tiến hành phòng ngự. Âm âm âm, các loại cường đại công kích đánh giết mà đến, nhưng cũng bị Lâm Phong thiên huyền bảo tháp chặn lại. Đón lấy Lâm Phong lấy ra thiên cổ cái này trí bảo. Ô! lúc thiên cổ bị lấy ra một khắc này, thái cổ thời đại kia tôn tồn tại phát ra kinh ngạc thanh âm, tựa hồ nhận ra Lâm Phong trong tay thiên cổ. Đông đông đông, Lâm Phong bắt đầu lôi động thiên cổ, từng đạo trời dung đất chuyển thanh âm vang dội, chấn động vân tiêu, vang vọng thập phương. Thiên cổ bị lôi động, ngưng tụ ra tới thiên binh thiên tướng. Chỉ thấy những thiên binh thiên tướng kia rất nhanh hướng phía vây công hắn một đám người phóng đi. Cảm nhận được những thiên binh thiên tướng kia cường đại, những tu sĩ này sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ tựa hồ vẫn muốn cùng lúc trước đồng dạng hao phí đại lượng thời gian mài từ từ cho chết Lâm Phong. Vèo, Lâm Phong khóa chặt lại một người, rất nhanh giết đi đi qua. Hắn khóa chặt lại người này tu sĩ chính là huyết biên bức tộc người này tu sĩ. Những người còn lại công kích nhau nhau hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Lâm Phong lại không để ý đến những người còn lại công kích, hắn trong chớp mắt thúc giục nhất khí hóa tam thanh cùng cửu trọng bá khí trồng lên hình thành từ trường môn thần thông này. Ba tôn lâm phong một chỗ vây giết hướng huyết biên bức tộc người này tu sĩ. Làm mặt khác 16 tôn cường giả công kích đánh giết mà đến thời điểm. Thiên huyền bảo tháp phòng ngự trong trước mắt đã bị phá hủy. Bởi vì lúc trước đại chiến thời điểm, thiên huyền bảo tháp phòng ngự đã sắp bị phá hủy. Mà thiên huyền bảo tháp khôi phục cũng phải cần một khoảng thời gian, hiện tại tự nhiên rất khó chống đỡ dưới. Thiên huyền bảo tháp chặn lại đại bộ phận công kích, còn dư lại một bộ phận công kích thì là bị Lâm Phong vận chuyển đại miễn dịch thuật bên trong ghi lại pháp lực miễn dịch môn thần thông này cho hóa giải được. Đi tìm chết, ba tôn Lâm Phong toàn lực xuất thủ, cường đại công kích đánh giết hướng huyết biên bức tộc người này tu sĩ. Còn có từ trường áp chế, huyết biên bức tộc người này tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi Lâm Phong thế công. Không, huyết biên bức tộc người này tu sĩ phát ra kinh khủng tiếng gầm. Phốc, sau một khắc, thân thể của hắn bị trực tiếp xé rách, chết thảm tại chỗ đánh chết huyết biên bước tộc tu sĩ, Lâm Phong cùng hắn hai cái phân thân rất nhanh lui về phía sau, kéo ra cùng với khác cự ly. Trường 3094, biến cố, nhất khí hóa tam thanh, không sai, không sai, đây là đạo giáo truyền thừa xuống trí bảo thần thông, không nghĩ tới vẫn còn có người hiểu được môn thần thông này. Kia tôn thái cổ thời đại cường giả không khỏi nói, kẻ này thủ đoạn phi phàm, hiện tại chúng ta hẳn là buông xuống khúc mắc trước chu sát kẻ này. Công tử niết lên tiếng, Lâm Phong bày ra chiến lược quả thật làm cho những người còn lại cảm giác được kiêng kỵ, nguyên bản bọn họ còn giúp nhau cảnh giới, nhưng hiện giờ rất nhiều người cảm thấy, tại Chu Sát Lâm Phong lúc trước, trước tiên có thể buông xuống nội tâm chi cảnh giới. Đợi Chu Sát Lâm Phong, bọn họ những người này lại tiến hành quyết đấu cũng không muộn. Vậy liền trước hết giết Lâm Phong, sẽ giải quyết chuyện giữa chúng ta tình, tuy chúng ta bên này đã chết một người, thế nhưng, Lâm Phong kia kiện đế binh cấp phòng ngự pháp bảo đã bị phá hủy, chúng ta 16 người giết hắn dễ như trở bàn tay cổ thần tộc thần đạo khung cười lạnh nói người này tại cổ thần tộc địa vị cực cao nghe nói chính là cổ thần tộc một đời tuổi trẻ ngũ đại trí tôn thiên kiêu một trong thần đạo thiên địa vị đều cao hơn nữa người này xác thực dị thường khủng bố thêm huyết mạch của hắn cường đại tương lai thành không thể lường được chỉ là hiện giờ bị vây ở chỗ này người này chỉ muốn làm sao có thể đủ thoát khốn hắn hiệu triệu lực vẫn rất cường đại nói chuyện để cho không ít người thả hạ xuống cảnh giác những người này toàn bộ hướng phía lâm phong vây giết mà đến Đại Nhật Ma Trưởng, Thiên Địa Phục Long Quyết, Cửu Truyền Tinh Thần Biến, Bất Diệt Long Pháp, Thái Cổ Thần Vương Đảo, vân vân và vân vân thần thông, đủ loại cường đại thần thông thi triển ra, toàn bộ hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đi. Tổng cộng 16 loại thần thông, lại thêm thi triển những thần thông này tu sĩ là như thế cường đại. Người bình thường căn bản chống lại không được những cái này khủng bố tồn tại. Lâm Phong tuy đầy đủ cường đại, thế nhưng hắn một thân một mình đối kháng nhiều như vậy đồng dạng vì đỉnh cấp thiên kiêu cường giả liên thủ thật sự là quá cố hết sức. Lúc đó chút công kích đánh giết mà đến thời điểm, 16 tôn cường giả thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, quả thật giống như nhìn về phía một tên người chết đồng dạng mục quang, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có hiện tại loại ý nghĩ này. Rốt cuộc những người này liên hợp lại chiến lược thật sự là quá kinh khủng, bổ thiên thuật, làm 16 tôn cường giả công kích mắt thấy muốn đem Lâm Phong cho bao phủ thời điểm, Lâm Phong thi triển ra bổ thiên thuật cái này cường đại thần thông. Hướng lên trời lại mượn một cơ hội, cái này chính là bổ thiên thuật chỗ kỳ diệu, Lâm Phong dựa theo bổ thiên thuật môn thần thông này thần diệu. Trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, đợi đến Lâm Phong lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một tên vạn tộc thiên kiêu đằng sau. Đây là thánh yêu tộc tu sĩ, thánh yêu tộc là vạn tộc thập đại hoàng tộc một trong, là một cái cực kỳ khủng bố thế lực, lúc trước Lâm Phong đánh chết thánh yêu tộc thánh yêu công tử. Bất quá đây đều là nhiều năm trước sự tình, từ đó về sau hắn cùng với thánh yêu tộc cơ bản không có cái gì cùng xuất hiện. Lâm Phong cùng mình hai cái phân thân đồng loạt ra tay, đánh giết hướng thánh yêu tộc thiên kiêu. Không tốt, thánh yêu tộc thiên kiêu mặc dù không có thấy được sau lưng là tình huống như thế nào. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có tử vong khí tức bao phủ toàn thân, thánh yêu tộc thiên kiêu muốn xuyên toa hư không thoát đi ra ngoài nhưng không thể đủ làm được điểm này. Bởi vì Lâm Phong cửu trọng bá khí trồng lên từ trường lại thêm một quyển tôn, hai phần thân chiến lực thật sự là quá cường đại. Thánh yêu tộc thiên kiêu căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn quay người muốn chống lại Lâm Phong công kích cũng đã không kịp. Dầm dầm dầm, liên tục ba quyền, Lâm Phong còn có hắn hai cái phân thân đánh ra tuyệt thế một quyền toàn bộ đánh giết tại thánh yêu tộc công tử thân. Trong nháy mắt, thánh yêu tộc công tử thân thể trực tiếp bùng nổ. Làm sao có thể? không ít thiên kiêu nhân vật thần sắc cũng không khỏi đột nhiên trầm xuống nguyên bản bọn họ cho rằng tất nhiên có thể đánh chết lâm phong lại không ngờ tới vậy mà hội là kết quả như vậy bọn họ không chỉ có không thể đủ liên thủ giết chết lâm phong còn bị lâm phong kích giết bọn chúng đi bên này một tên cao thủ kẻ này thủ đoạn phi phi phàm thế nhưng hắn thi triển loại thần thông này tất nhiên có rất lớn hạn chế thần thông như vậy rất khó liên tục thi triển ra hắn hiện tại như là đã thi triển ra vừa mới cửa kia thần thông trong thời gian ngắn hẳn là vô pháp tiếp tục thi triển môn thần thông này hiện tại đúng là chúng ta đánh chết hắn cơ hội thật tốt huyết tinh tộc một tên thiên kiêu nói lâm phong lông mày khẽ nhướng mày người này ánh mắt ngược lại là độc ác hiện tại lâm phong tình huống thật đích xác cùng người này theo như lời đồng dạng bổ thiên thuật môn thần thông này tuy thần diệu không nhưng có làm lạnh kỳ thi triển ra một lần trong vòng ba ngày vô pháp đang thi triển lần thứ hai lâm phong còn hiểu được một môn đại thế tử thuật Lợi dụng môn thần thông này cũng có thể lần nữa tránh thoát một kiếp, đến lúc sau hẳn là còn có thể đánh chết một người. Lúc đó, đối phương 17 tôn cao thủ còn thừa lại 14 tôn. Chính mình lại thi triển ra bát cửu huyền công cùng bọn họ làm cuối cùng sinh tử quyết chiến. Lâm Phong cảm thấy dựa theo bát cửu huyền công hẳn là có thể đánh chết còn dư lại 14 tôn cường giả. Nhưng chân thực tình huống cùng Lâm Phong lường trước có thể hay không đồng dạng hắn cũng không biết. Rốt cuộc như công tử niết, giao cơ tiên tử vân vân, đợi một tí người đều là che giấu cực kỳ sâu nhân vật. Nói không chừng những người này cũng có một ít cực kỳ khủng bố thủ đoạn, thậm chí để thăng bản thân chiến lược thủ đoạn. Đến lúc sau cũng thi triển ra, có thể triệt tiêu bát cửu huyền công mang đến chiến lược tăng lên. Nhưng mặc kệ bát cửu huyền công có thể hay không tiêu diệt những người này, Lâm Phong cũng đã không có lựa chọn nào khác. Phốc, tại Lâm Phong tâm tư bách chuyển, suy tư về kế tiếp ứng đối kế sách. Bỗng nhiên, công tử Niết Lặng Yên không một tiếng động đi tới huyết tinh tộc Thiên Kiêu sau lưng. Đột nhiên xuất thủ, tay phải trực tiếp từ phía sau đâm vào huyết tinh tộc Thiên Kiêu lồng ngực chi. Huyết tinh tộc Thiên Kiêu quay đầu, hắn nhìn hướng xuất hiện lại sau lưng công tử Niết, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì xuất ra liền khí tuyệt thân vong. Đây là cái gì tình huống? Lâm Phong không khỏi hết sức kinh ngạc, hắn có chút không rõ công tử Niết vì cái gì đột nhiên đối với huyết tinh tộc Thiên Kiêu triển khai công kích. Công tử Niết, ngươi làm cái gì? những người còn lại thần sắc âm trầm nhìn về phía công tử niết bọn họ cũng rất nhanh tách ra nguyên bản thật vất vả tạo dựng lên một chút tín nhiệm giờ này khác này bởi vì công tử niết đánh lén giết chết huyết tinh tộc tu sĩ trực tiếp tan thành mây khói mỗi người đều lẫn nhau cảnh giới lẫn nhau hoài nghi công tử niết cười lạnh cả đời hắn cũng không để ý tới những người còn lại chất vấn công tử niết hút cạn máu sao tộc thiên kiêu huyết nhục tinh phách lập tức hướng phía bên ngoài sơn cốc rất nhanh bay đi công tử niết hiển nhiên muốn phá vòng vây ra ngoài thứ không biết chết sống âm thanh băng lãnh bỗng nhiên truyền ra đón lấy sơn cốc xung quanh kia cuồn cuộn ma vụ chi bỗng nhiên ngưng tụ ra tới một cái bàn tay khổng lồ kia bàn tay khổng lồ bay thẳng đến công tử niết bắt đi qua bàn tay kia thật sự là quá kinh khủng bắt nhiếp thiên đấy bất luận kẻ nào đối mặt với bàn tay kia bắt nhiếp tựa hồ cũng vô pháp thành công tránh thoát bàn tay kia bao phủ lại công tử niết sau đó đem công tử niết ôm đồm tại thủ trưởng chi chương 3095, vạn tộc Thủy Tổ. Thấy được công tử nhất bị kia cái bàn tay bắt lấy tất cả mọi người biết, cái này công tử nhất sợ là chết chắc rồi. Công tử nhất tu vi xác thực hết sức cường đại, có thể tới ngang hàng tu sĩ cũng ít khi thấy. Thế nhưng, xuất thủ thế nhưng là thái cổ thời đại cường giả A, cái vị này cường giả chiến lược đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Căn bản khó có thể tưởng tượng, thái cổ thời đại cường giả xuất thủ, công tử nhất mặc dù lợi hại hơn nữa, sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất bắt lấy công tử niết đại thủ đột nhiên dùng sức, răng rắc răng rắc thanh âm truyền ra, đây là nứt xương thanh âm, đón lấy máu tươi từ kia cái bàn tay phía trên chảy xuôi hạ xuống, thấy được những cái kia máu tươi về sau lâm phong bọn người khuôn mặt có chút động. Thân thể của công tử niết vậy mà trực tiếp bị tạo thành thịt nát. Công tử niết liền chết như vậy, lâm phong không khỏi hít sâu một hơi, vạn tộc những cái này thiên kiêu bên trong, công tử niết tuyệt đối là để cho hắn kiêng kỵ một người. Bởi vì công tử niết này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa người này cực kỳ am hiểu che giấu ngụy trang chính mình. Hơn nữa những năm nay công tử Niết chưa bao giờ toàn lực xuất thủ qua, không có ai biết công tử Niết chiến lực đến cùng đạt đến hạng gì khủng bố tầng thứ. Công tử Niết tuyệt đối là vạn tộc một đời tuổi trẻ bên trong kinh khủng nhất tồn tại một trong. Nhưng hôm nay công tử Niết cứ như vậy vẫn lạc, để cho tất cả mọi người xúc động thật lâu. Một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên kiêu thì như thế nào? Tại những cái kia tuyệt đỉnh cường giả trước mặt, vẫn không chịu nổi một kích ga nhưng khi tất cả mọi người cho rằng công tử niết hồn về cửu thiên thời điểm. Hào quang lóe lên, cuồn cuộn bên trong sương mù xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là công tử niết thân ảnh. Không chết, Lâm Phong giật mình nhìn về phía vừa mới xuất hiện công tử niết, bị kia cái bàn tay bắt lấy công tử niết cũng không phải công tử niết bản tôn, mà là hắn không biết dùng phương pháp gì huyễn hóa ra tới một tôn phân thân. Thế nhưng là kia tôn tồn tại cũng là huyết nhục thân thể, công tử niết là làm sao làm được lâm phong bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước công tử niết đem huyết tinh tộc người kia thiên kiêu một thân huyết nhục tinh phách toàn bộ thôn phệ hẳn là công tử niết là lợi dụng huyết tinh tộc người kia tu sĩ huyết nhục tinh phách huyễn hóa ra tới mặt khác một tôn chính mình lúc đó to lớn ma thủ bắt nhiếp mà đến thời điểm công tử niết bản tôn trong chớp mắt ẩn nấp lại mà kia tôn huyễn hóa ra tới giả thân trong chớp mắt xuất hiện thay thế bản tôn thật giả chi thân tới lui thay thế tốc độ thật sự là quá nhanh bởi vậy giấu giếm được tất cả mọi người kia ma thủ hướng phía chính đang chạy trốn công tử niết điểm ra chỉ. Trong nháy mắt, một cây ma khí ngưng tụ thành chỉ quang trong trước mắt điểm thẳng hướng công tử niết. Cùng lúc đó, lâm phong đám người cũng nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Muốn thừa dịp cái vị này thái cổ thời đại tồn tại đối phó công tử niết thời điểm rất nhanh chạy đi. Lấy cái vị này tồn tại thực lực muốn chu sát công tử niết bản không nên phiền toái như vậy. Lâm Phong suy đoán, cái vị này thái cổ thời đại tồn tại thân thể có lẽ xuất hiện một vài vấn đề cho nên mới để cho công tử Niết có thời cơ lợi dụng. Thiên ma giải thể sao sao, đối mặt với đạo kia chỉ quang công kích công tử Niết không chút do dự thi triển ra thiên ma tộc chạy trốn tuyệt đỉnh bí pháp. Có lẽ là bởi vì công tử Niết cảm nhận được đạo kia chỉ quang chỗ khủng bố, cho nên mới không có bất kỳ tổng cộng có ép giữ lại. Công tử Niết đại thân thể trong chớp mắt phân giải đã trở thành từng đạo ma khí. Dậm dạp chằng chịt ma khí hướng phía bên ngoài phóng đi, đạo kia chỉ quang điểm giết mà đến. Phá hết rất nhiều ma khí nhưng vẫn là có một chút ma khí chạy ra ngoài. Ti tiện kiến hôi, các ngươi đều đáng chết, bổn tọa muốn ăn các ngươi rồi tất cả mọi người. Công tử nhất Thành Công chạy trốn cũng triệt để chọc giận cái vị này thái cổ thời đại tồn tại. Từng con một che khuất bầu trời đại thủ ngưng tụ mà thành, hướng phía từng tên một tu sĩ bắt đi qua. Giao cơ tiên tử chính là càn khôn đại thế giới thế giới chi chủ nữ nhi. Nàng tế ra một mai ngọc phù, kia quả ngọc phù vỡ vụn về sau hiện ra rõ ràng một tôn cổ xưa tồn tại hư ảnh kia tôn cổ xưa tồn tại quấn lấy dao cơ tiên tử, sau đó cùng trong hư không ma thủ đụng vào nhau, lập tức liền xé rách hư không, mang theo dao cơ tiên tử thoát đi ra ngoài. Lâm Phong suy đoán Ngọc Phù bên trong hiện ra rõ ràng tồn tại hẳn là càn khôn đại đế, người này có thể trở thành một tòa đại thế giới thế giới chi chủ, tuyệt đối là khủng bố vô biên nhân vật. Từ Thiên Tông người này cũng không giống bình thường, hắn tế ra một quyển sách cổ, đó là một quyển thanh đồng sách cổ, thần bí khó lường. Từ Thiên Tông nhảy lên bay về phía thanh đồng sách cổ, kia bản thanh đồng sách cổ tự thành không gian, từ thiên tông tiến nhập trong đó. Làm ma thủ trấn áp xuống thời điểm, thanh đồng sách cổ phía trên hiện ra rõ ràng từng đạo cổ xưa thân ảnh. Những thân ảnh kia, khí tức cường đại, thủ đoạn nghịch thiên, đều là địa sư nhất mạch lão tổ tông. Thanh đồng sách cổ cùng ma thủ va chạm một kích, cũng rất nhanh xé rách ma vụ chạy ra ngoài. Đón lấy chính là cái kia danh ăn mặc một thân hắc sắc quần áo bó tuyệt mỹ nữ tử, cô gái này tựa hồ cũng có phi phàm lai lịch nàng tế ra một bức tranh trục. Kia phó họa trục cực kỳ phi phàm, chấn khai ma thủ, Quấn lấy nữ tử hướng phía bên ngoài phóng đi. Bất quá đang vẽ trục trước khi rời đi, ma thủ hướng phía trên họa trục vỗ một trường. Phốc, người kia ăn mặc hắc sắc quần áo bó nữ tử không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức họa trục xé rách ma vụ biến mất vô tung. Lâm Phong cũng bị ma thủ công kích, lúc đó khủng bố ma thủ từ trên trời giáng xuống đánh giết xuống thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức bao phủ mà đến này ma thủ thật sự là quá kinh khủng lâm phong không cùng ma thủ mạnh kháng hắn thi triển ra đại thế tử thuật tránh được này hẳn phải chết một kiếp sau một khắc thời điểm lâm phong liền tới đến ma cốc ngoại vi khu vực sau đó hắn hướng phía bên ngoài phóng đi lâm phong lộ ra sắc mặt vui mừng bởi vì hắn lập tức là có thể đi ra nhưng vừa lúc đó chỗ sâu trong đại điện truyền tới một đạo âm thanh băng lãnh thời không cấm cố lúc đó đạo thanh âm sau khi truyền ra trong nháy mắt Lâm Phong liền cảm giác được thiên địa cũng bị cấm cố ở. Không gian ngưng tụ, thời gian không hề lưu động, mà Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc phát hiện thân thể của mình cũng không thể nhúc nhích. Thân thể của hắn cùng xung quanh thời không đồng dạng đều bất động bất động. Những người còn lại cũng đều là như thế, thân thể vô pháp động đậy, tình huống cực kỳ không xong. Xong đời, cái này thật sự là xong đời. Lâm Phong quả thật khóc không ra nước mắt a, cái này tuyệt đối chết chắc rồi. Hô Vừa lúc đó một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ tuyệt vọng ma cung bên trong tuôn động mà ra. Cỗ này cường đại hấp lực bao phủ lại còn dư lại tất cả mọi người. Một đoàn người thân thể không bị khống chế hướng phía tuyệt vọng ma cung bay đi. Chư thế chi ca, bắt đầu tải hồng hoang, vạn đạo vạn pháp, kỳ nguyên băng diệt, bỗng nhiên vừa lúc đó, thanh âm trầm thấp vang vọng tại ở giữa thiên địa. Một tòa bao la bát ngát tinh không thế giới hiện ra, tại đây tòa tinh không thế giới phần cuối, khoanh chân ngồi lên năm tôn thần bí mà cổ xưa tồn tại kia năm tôn tồn tại, phảng phất từ cổ trí kim bất động. Bọn họ giống như cổ xưa thần linh đồng dạng cường đại. Là tà, tại thời khắc này, trong đó một tôn cổ xưa tồn tại mở hai mắt ra. chương 3096, thời khắc nguy cơ thây khô lão giả xuất hiện. Là thủy tổ đại nhân, thủy tổ đại nhân hiển linh, thần đạo khung không khỏi hưng phấn giống to, vạn tộc thủy tổ, năm tôn thái cổ thời đại đã tồn thế cường giả bọn họ là cùng tuyệt vọng ma cung bên trong cái vị này tồn tại một cái thời đại nhân vật bọn họ đến cùng cỡ nào cường đại không có ai biết được ô không ngờ tới thời đại này còn có thể đụng phải đồng thời đại nhân vật tuyệt vọng ma cung ở trong truyền tới một đạo rét cam cam thanh âm đúng vậy a à, chúng ta thời đại này người đã không thấy nhiều kia tôn mở mắt vạn tộc thủy tổ lên tiếng sau đó đại thủ cách vô tận tinh không thế giới bắt nhiếp hạ xuống trực tiếp chộp tới vạn tộc vực ngoại trùng tộc còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Duy chỉ có không để ý đến Lâm Phong, cái vị này tồn tại hẳn là cũng không nhận ra Lâm Phong, đoán chừng nhìn Lâm Phong chính là nhân tộc tu sĩ, cho nên liền không có giải cứu Lâm Phong ý định. Muốn dựa dẫm vào ta cứu đi những người này, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tuyệt vọng ma cung bên trong thái cổ cường giả thanh âm băng lãnh, lộ ra lạnh lùng vô cùng sát ý, chỉ thấy trong hư không ngưng tụ ra tới một cái to lớn ma thủ kia to lớn ma thủ hướng phía vạn tộc thủy tổ thò ra đại thủ đánh ra ta trong ngủ say tỉnh lại đây là ta lần đầu tiên xuất thủ thái cổ về sau rất ít cùng người động thủ vừa vận thử một chút các hạ thủ đoạn cái vị này vạn tộc thủy tổ thanh âm hờ hững nói phanh sau một khắc hai cái bàn tay khổng lồ đụng đụng vào nhau phát ra trời rung đất chuyển mãnh liệt va chạm thanh âm vạn tộc thủy tổ dù sao cũng là tại vô tận xa xôi bên ngoài đánh ra một trường bởi vậy rơi vào hạ phong thế nhưng tại nứt vỡ lúc trước bàn tay kia bắt lấy thiên yêu hoàng tri tử bên người người kia yêu nữ lập tức rất nhanh biến mất mà hiện ra rõ ràng tinh không thế giới tinh không phần cuối năm tôn cổ xưa thân ảnh cũng một chỗ tiêu thất không tại sao lại như vậy chúng ta không muốn chết ga à? lão tổ tông cứu cứu chúng ta a à? mà những người còn lại gần như tại hỏng mất bọn họ thấy được hy vọng nhưng trong nháy mắt hy vọng thì là biến thành thật sâu tuyệt vọng bất luận kẻ nào kinh lịch như vậy phập phồng đều biết cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Cuối cùng còn dư lại 11 người thì là bị thôn phệ tiến nhập tuyệt vọng ma cung ở trong. Ở trong ma cung, có một chương to lớn giường đá, một người trung niên nam tử bộ dáng tu sĩ nằm nghiêng lại trên giường đá nhìn nhìn lâm phong đám người. Người này chắc hẳn chính là kia tôn thái cổ thời đại tồn tại. Các ngươi những người này so với mặt khác mấy người thủ đoạn đều kém một ít, bọn họ đào tẩu, các ngươi lại bị lưu lại. Cái vị này khủng bố tồn tại từ trên giường đá đi xuống thời điểm này mọi người liền thấy được đáng sợ một màn cái vị này tồn tại đầu lâu cùng thân thể dĩ nhiên là tách ra tuy chỗ cổ có thần quang đan chéo nhưng lại khó có thể che giấu viên kia bị chém giết đầu lâu vết thương ngươi 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 tất cả mọi người giật mình nhìn về phía cái vị này thái cổ thời đại khủng bố cường giả năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người nào chém giết đầu lâu của hắn đầu lâu bị chém xuống như vậy dài rằng giặc thời gian cái vị này tồn tại vẫn còn sống thật sự là không thể tưởng tượng a à. hắn là làm sao làm được trải qua thái cổ đánh một trận cường giả quả nhiên không giống bình thường a à. thủ đoạn mạnh khó có thể tưởng tượng rất kinh ngạc sao cái vị này thái cổ cường giả nhàn nhạt, nhạt mà cười cười hỏi lâm phong đám người cũng không nói chuyện đều thần sắc cảnh giới nhìn về phía cái vị này thái cổ cường giả cái vị này thái cổ cường giả đi tới một tên vạn tộc tu sĩ trước người tha mạng tiền bối thỉnh tha cho ta đi vãn bối nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì người này vạn tộc tu sĩ nhanh chóng quỳ trên mặt đất hướng cái vị này thái cổ cường giả dập đầu năm đó vạn tộc xác thực ra không ít nhân vật lợi hại bất quá đến các người thời đại này tâm huyết cũng không còn sao thật sự là mất mặt xấu hổ cái vị này thái cổ cường giả đưa tay phải ra sau đó bắt lấy người kia quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ vạn tộc tu sĩ đầu lâu a à, người kia vạn tộc tu sĩ phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu tất cả mọi người liền thấy được người kia vạn tộc tu sĩ thân thể chợt bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại. Phanh, cùng với một đạo mãnh liệt tiếng nổ truyền ra, người kia vạn tộc tu sĩ thân thể trực tiếp bùng nổ. Huyết nhục tinh phách thì là biến thành một cái huyết sắc quang cầu bị cái vị này thái cổ thời đại cường giả một ngụm nuốt xuống. Không tệ, không tệ, huyết mạch lực lượng cũng không tệ lắm. Cái vị này thái cổ thời đại cường giả buồn rười rượi nở nụ cười. Thấy như vậy một màn về sau tất cả mọi người sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác. Cái vị này thái cổ cường giả sẽ không muốn muốn đem bọn họ tất cả mọi người cho cắn nuốt sạch A. Nếu chỉ có vậy, vậy thì thật là tính tai nạn đó A. À. Chỉ cần tiền bối có thể tha chúng ta, chúng ta nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Từng tên một tu sĩ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng là có mấy người thần sắc tuy âm trầm đến cực điểm, nhưng lại không lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bởi vì cái vị này thái cổ cường giả đã động sát ý. Căn bản sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào cầu xin tha thứ dù cho lại cầu xin tha thứ cũng không có cái gì tác dụng cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết đã như vậy không cần thiết lại hướng người này cầu xin tha thứ không có cốt khí đồ vật cái vị này thái cổ cường giả thần sắc lạnh lùng đại thủ bắt lấy tên thứ hai tu sĩ đầu lâu rất nhanh tên thứ hai tu sĩ thân thể cũng trực tiếp bùng nổ sau đó cái vị này thái cổ cường giả thôn vệ đệ nhị tôn tu sĩ huyết nhục tinh phách chạy trốn a à. Những người còn lại thấy được cầu xin tha thứ vô dụng về sau đứng dậy hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Một bầy kiến hôi cũng muốn chạy đi thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cái vị này thái cổ cường giả tay áo vung lên, dầm dầm dầm, đón lấy từng tên một tu sĩ thân thể trực tiếp bùng nổ, chết thảm tại chỗ. Sau đó cái vị này thái cổ cường giả đột nhiên khẽ hấp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người huyết nhục tinh phách cũng bị cái vị này thái cổ cường giả thôn vệ không còn, cái vị này thái cổ cường giả thật sự là tuyệt thế đại khủng bố đồng dạng tồn tại, để cho mỗi người đều cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng. Cuối cùng còn dư lại mấy người, ngoại trừ bên ngoài lâm phong còn có tinh vũ thần, nguyệt linh tâm, thần đạo khung ba người. Các người bốn người coi như có chút cốt khí, hơn nữa huyết mạch của các người tựa hồ so với lúc trước những người này huyết mạch đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái vị này thái cổ cường giả buồn rười rượi con ngươi nhìn về phía bốn người. Cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại trên người lâm phong đặc biệt là huyết mạch của ngươi. Khác người, hắn tự tay hướng phía Lâm Phong bắt đi qua. Lâm Phong tâm thần ngạc nhiên, muốn giấy dụa, lại khó có thể giấy dụa. Cái vị này thái cổ cường giả rốt cuộc là tu vi gì căn bản vô pháp tưởng tượng, khủng bố đến vô pháp đối kháng trình độ. Mắt thấy cái vị này thái cổ cường giả muốn bắt lấy Lâm Phong. Nhưng vừa lúc đó, cái vị này thái cổ cường giả lại ngừng. Cái kia song âm lãnh con mắt nhìn về phía tuyệt vọng ma cung đại môn phương hướng. Ngươi là ai, cái vị này thái cổ cường giả thần sắc băng lãnh nói thấy được cái vị này thái cổ cường giả ngừng lại không có lại tiếp tục đối phó mình thích lâm phong không khỏi thở dài ra một hơi đón lấy hắn cũng hướng phía cửa cung điện nhìn lại ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ cửa cung điện ma vụ cuồn cuộn một đạo thây khô thân ảnh lưng đeo hai tay không biết khi nào xuất hiện ở nơi này hắn đứng ở cửa cung điện không hề bận tâm con ngươi nhìn nhìn trong cung điện phát sinh hết thảy phảng phất một tôn từ cổ trí kim bất động pho tượng một loại chương 3097, thầy khô lão già tìm kiếm. Thầy khô lão già, hắn đi tới nơi đây, hắn là khi nào xuất hiện thậm chí không có ai biết được, liền ngay cả cái vị này thái cổ thời đại cường giả vậy mà cũng không có phát giác được, thật sự là tuyệt thế đại khủng bố A. À. Nghe được thái cổ thời đại cái vị này cường giả chất vấn, thầy khô lão già cũng không trả lời lời của hắn. Hắn ngược lại hỏi, ta vì chư thánh tiên thư mà đến, người nên biết năm đó phát sinh một sự tình. Ngươi là ai, vậy mà biết cái này đồ vật, thái cổ cường giả thần sắc đại biến kia bản sách cổ là một cái cấm kỵ không thể đề cập cấm kỵ người biết cực kỳ rất ít đặc biệt là thái cổ đại chiến người biết lại càng thiếu đi hắn thậm chí cho rằng này chưa thế trong đó còn biết cái tên này có lẽ chỉ có hắn một người còn sống nhưng hiện tại mới biết được nguyên lai còn có người biết kia kiện đồ vật tồn tại hơn nữa người này cũng sống ở trong cuộc sống chính là trước mắt người này thân phận thần bí khó lường lão già chư thánh tiên thư đây là vật gì lâm phong không khỏi nổi lên nghi ngờ nghe danh tự tựa hồ là một quyển sách nhưng hiển nhiên tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chỉ là không biết này bản chư thánh tiên thư đến cùng là vật gì nhưng mặc kệ là vật gì lâm phong cảm giác này bản chư thánh tiên thư tuyệt đối cực kỳ kinh người tất nhiên có kinh thiên địa quỷ thần khiếp lai lịch bằng không mà nói sẽ không để cho thầy khô lão giả như thế để tâm muốn biết rõ thầy khô lão giả thế nhưng là có thiên đại lai lịch tuy lâm phong không biết hắn đến cùng là người nào nhưng năm đó hắn xuất thế địa phủ người đi nhà chống liền biết thây khô lão giả đáng sợ cỡ nào. Dù nói thế nào địa phủ cũng là minh giới thế lực lớn nhất. Mà minh giới thế nhưng là trí cao tam giới một trong A, cao thủ nhiều như mây. Địa phủ bên trong lại càng là không biết có bao nhiêu cường đại tồn tại đâu, nhưng chỉ có cường đại như thế địa phủ, nghe được thây khô lão giả xuất thế đều sợ tới mức nhanh chóng đào tẩu. Thây khô lão giả thực lực mạnh là khó có thể phỏng đoán. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng chính là tin tức về chư thánh tiên thư thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, chư thánh tiên thư cái này chí bảo ta có rất lớn tác dụng, đem người cũng biết hết thảy nói hết ra a à. Thầy khô lão già tiếp tục nói, vậy kiện đồ vật ngươi cũng dám nhìn xem, ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ với chư thánh tiên thư, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Thái cổ cường giả nói, này liền không cần ngươi phí tâm, thầy khô lão già thản nhiên nói, chuyện chư thánh tiên thư ta vô pháp báo cho ngươi, bởi vì ta biết những vật kia đối với ngươi không có có chỗ lợi gì. Thái Cổ Cường giả không khỏi nói: Vốn định giữ người một mạng, người cũng không quý trọng sinh mạng của mình sao? Thầy khô lão già mục quang đột nhiên băng lạnh xuống, thân thể của hắn chỗ quốc tiêu thất, ai cũng không biết hắn làm thế nào biến mất. Cái vị này tồn tại đến cùng cỡ nào cường đại không người biết được. Sau một khắc, thầy khô lão già xuất hiện ở Thái Cổ Cường giả trước người. Sau đó hắn thò ra khô héo như củi tay phải, hướng phía Thái Cổ Cường giả bắt đi qua. Thái Cổ Cường giả thực lực lâm phong lúc trước đã có chỗ hiểu rõ biết cái vị này tồn tại đến cùng cỡ nào khủng bố. Thế nhưng là đối mặt với thầy khô lão giả bắt nhiếp, thái cổ cường giả vậy mà không có cách nào ngăn cản. Tạch, thầy khô lão giả đại thủ trực tiếp chộp vào thái cổ cường giả đầu lâu phía trên, sau đó đột nhiên nhéo một cái. Thái cổ cường giả đầu lâu đã bị hái xuống, năm đó bị người chém tới đầu lâu, người lại có thể sống đến bây giờ, cũng thật sự là khó khăn. Người nếu như không muốn nói, ta liền cưỡng ép lục soát người hồn phách, đến lúc sau có thể biết rất nhiều bí ẩn. Thầy khô lão già thản nhiên nói, hắn quá cường đại, làm chuyện gì đều là phong đạm vân khinh bộ dáng. Lâm Phong đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thầy khô lão già xuất thủ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy hắn xuất thủ, trong nội tâm đều tràn ngập rung động. Đây tuyệt đối là một tôn có một không hai cổ kim cường giả. Dù cho có người nói hắn năm đó là cùng bàn cổ, nữ oa, thái thượng, quảng nguyên vân. Vân, đợi một tí người một cấp bậc cường giả Lâm Phong đều không có chút nào một chút hoài nghi. Tha mạng, tha mạng, đại nhân nhớ lại vận mệnh của chúng ta đều là như vậy thân bất do kỷ phân thượng kính xin đại nhân cho ta một cái cơ hội thái cổ cường giả nhất thời cao giọng cầu xin tha thứ lên lúc trước tuy hắn cũng từ thây khô lão giả thân thể ở trong cảm nhận được cực kỳ khí thức kinh khủng thế nhưng thái cổ cường giả đồng dạng đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin cho nên hắn cự tuyệt thây khô lão giả hỏi nhưng hiện giờ tình huống lại không giống với lúc trước hắn không ngờ tới thây khô lão giả vậy mà cường đại như vậy này hoàn toàn là vượt qua hắn không ngừng một tầng thứ khủng bố tồn tại điều này làm cho thái cổ cường giả khó có thể tin cấp bậc này tồn tại không phải là đã sớm tại tiên thiên sinh linh đại chiến thời điểm cũng đã chết không sai biệt lắm sao may mắn sống sót một số ít tồn tại cũng ở thái cổ chàng kia hạo kiếp bên trong chết đi hiện giờ thời đại này vẫn còn có cấp bậc này tồn tại thật sự là nghe rợn cả người a à. thầy khô lão giả thần sắc như cũ lạnh lùng cuối cùng hắn đem thái cổ cường giả đầu lâu ném ra ngoài lúc trước thầy khô lão già nói ra thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu những lời này có thể thấy thầy khô lão già đối thiên đạo coi thường có bản thân một phen cảm mộ hắn cũng không phải một cái người hiếu sát hơn nữa từ loại trình độ nào đó mà nói cái vị này thái cổ cường giả có lẽ cùng hắn quả thật có một chỗ tương tự đa tạ đại nhân ân không giết thái cổ cường giả nhanh chóng quỳ trên mặt đất hướng thầy khô lão già dập đầu nói lời cảm tạ người này là ai thần đạo khung tinh vũ thần nguyệt linh tâm ba người cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm muốn biết rõ trước mắt cái vị này thái cổ cường giả dù cho bởi vì đầu lâu bị người chém hạ xuống chiến lực trên phạm vi lớn ngã xuống cũng là không sợ vạn tộc vì tổ tồn tại thế nhưng là tại đây tôn thây khô lão giả trước mặt phảng phất là một cái kiến hôi thật sự là rung động nhân tâm để cho bọn họ thậm chí không thể tin được chính mình con mắt thấy hết thảy thế nhưng là đây hết thảy đều là thật sự cái vị này tồn tại xác thực thái quá mức cường đại quả thật nghe rợn cả người Duy chỉ có Lâm Phong coi như tương đối chấn định một ít, bởi vì hắn sớm đã biết cái vị này thây khô lão giả đến cùng cỡ nào mạnh mẽ. Cho nên chấn áp cái vị này thái cổ cường giả Lâm Phong một chút cũng không cảm giác kỳ quái. Nói, thây khô lão giả nói, lời của hắn lời ít mà ý nhiều, hắn cũng không phải một cái hơi nhiều lời người, đặc biệt là vô tận tuế nguyệt phục hồi, như cuối cùng năm đó đồng dạng trầm mặc ít nói. Vãn bối biết hết thảy, đều tại ngọc đồng bên trong ghi lại lấy. Thái cổ cường giả hai tay nâng một mai ngọc đồng đưa cho Thầy Khô lão giả. Thầy Khô lão giả cầm lấy ngọc đồng, cảm ứng một chút, lập tức trong mắt của hắn bên trong đã hiện lên lạnh 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 ý. Tại một khắc này, thiên địa phảng phất đều muốn bị băng phong đồng dạng, cũng không biết ngọc đồng bên trong đến cùng ghi lại cái gì nội dung. Thầy Khô lão giả lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. "Tiền bối, Vân, Vân, đợi một tí vãn bối." Lâm Phong nói, nhanh chóng theo đi qua. Thầy Khô lão giả quay đầu nhìn về phía Lâm Phong tại một khắc này lâm phong cảm giác như rơi trong địa ngục thầy khô lão già cuối cùng quay đầu lại không có lại đi để ý tới hắn tựa hồ chấp nhận để cho lâm phong đi theo hắn một chỗ rời đi sự thật còn lại ba người cũng muốn cùng theo một lúc rời đi thế nhưng một cổ lực lượng vô hình đưa bọn chúng trấn trở về trong đại điện thầy khô lão già cũng không phải chúa cứu thế hắn cũng không hề đi để ý tới những cái kia cùng hắn không có bất kỳ nguồn gốc người cuối cùng lâm phong đi theo thầy khô lão già rời đi tuyệt vọng ma cung Chương 3098, mỹ ảnh tộc nghị hề nhược. Thầy Khô lão già đi cũng không nhanh, hắn tại trong núi rừng ghé qua. Ở giữa thiên địa, mọi âm thanh đều tịch, liền côn trùng kêu vang chim hót thanh âm tại thời khắc này đều triệt để biến mất không thấy. Thầy Khô lão già thật sự là quá cường đại, tu vi của hắn nghịch thiên, chiến lược lại càng là đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Nơi hắn đi qua, sẽ có một loại thiên nhiên uy áp. Thật giống như có người trời sinh bá khí, trấn áp chư thế. Lâm Phong đi theo thầy khô lão già sau lưng. Từ khi đem thầy khô lão già từ một quan bên trong thả sau khi đi ra, Lâm Phong cùng vô lượng đạo sĩ liền cùng thầy khô lão già trong đó sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ. Có lẽ đây là tối tăm bên trong một tia duyên phận, chính là số mệnh bên trong duyên phận. Thầy khô lão già vì kia kiện thần bí chư thánh tiên thư mà đến, cho nên lấy được tin tức về chư thánh tiên thư về sau. Hắn hướng phía bên ngoài đi đến, tựa hồ muốn rời khỏi lâu lan đảo lâu lan đảo này phía trên hết thảy phảng phất cũng không thể hấp dẫn thầy khô lão già mục quang con đường này cuối cùng tràn ngập nguy hiểm con đường này cuối cùng cần lớn lao dũng khí tín nhiệm mới có thể đi xuống đi thầy khô lão già lên tiếng hắn tựa hồ đang nói một mình có thể hoặc như là tại nói với lâm phong bá hào quang lóe lên thầy khô lão già biến mất không thấy bóng dáng đa tạ tiền bối lâm phong hướng thầy khô lão già trước kia đứng lại địa phương hành lễ hắn cảm tạ người này tiền bối tương trợ tri ân, đồng thời cũng cảm tạ người này tiền bối đối với hắn chỉ điểm. Lâm Phong chưa từng ở lâu, cũng rất nhanh rời đi. Trên đường, Lâm Phong truyền âm cho yêu quân nói, yêu quân, kia bản chư thánh tiên thư ngươi nghe nói qua chưa? Là vật gì, yêu quân lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói qua, không biết là cái gì thời đại bảo bối, thậm chí không biết có phải hay không là cái này kỷ nguyên bảo bối. Lâm Phong nói, vị tiền bối này thân phận thật sự là quá thần bí, cũng không biết vì tiền bối này đến cùng có lai lịch ra sao, này cũng không rõ ràng. dù cho năm đó ta đỉnh phong thời kỳ, cũng xa xa vô pháp cùng người này so sánh. yêu quân không khỏi cảm khái một tiếng. một cái kỷ nguyên, ba ngàn cái thời đại, từng thời đại ngắn thì mấy vạn năm, lâu là vài tỷ năm đều có khả năng. cho nên như vậy dài rằng giặc trong năm tháng, chư thiên vạn giới đến cùng xuất hiện ít nhiều cường giả ai cũng không biết. bóng đêm sáng tỏ, trong núi rừng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt thú giống thanh âm. Tuyệt vọng chiều trạch diện tích cực kỳ khổng lồ, ban đêm tuyệt vọng chiều trạch là cực kỳ nguy hiểm. Oanh, xa xa truyền đến kịch liệt ba động âm thanh, có đại chiến bạo phát, đang tại trong núi rừng nghỉ ngơi Lâm Phong đã bị kinh động, hắn rất nhanh hướng phía đại chiến phương hướng rất nhanh bay đi. Không có bao lâu Lâm Phong liền bay đến đại chiến kia mảnh trong núi rừng. Nhất thời liền thấy được hơn 10 người tu sĩ đang tại vây công một tên bị thương nữ tu. Người kia bị thương nữ tu dĩ nhiên là vạn tộc người kia ăn mặc hắc sắc quần áo bó nữ tu người này nếu tu lúc trước ở trong tuyệt vọng ma quốc tế ra một bộ quyển trục trốn thoát. bất quá tại lúc rời đi bị đả thương, hiện giờ nàng sắc mặt nhìn nhìn có chút trắng xám, hơn nữa pháp lực nhiễu loạn, thương thế hẳn là không nhẹ. vương hồng trung, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, người mang theo những người này vây công ta, chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta nhóm mỹ ảnh tộc là địch phải không? cô gái kia lạnh lùng nói, mỹ ảnh tộc, lâm phong không khỏi hơi hơi nhíu mày, cái này trùng tộc hắn hết sức lạ lắm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. bất quá cái này chủng tộc hẳn là một cái thập phần cường đại chủng tộc, bằng không mà nói rất khó bồi dưỡng được tới đây danh nữ tu lợi hại như vậy thiên chi kiều nữ. mỹ hề nhược, nghe nói ngươi là trong truyền thuyết ngàn mỹ thân thể, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy song tu thể chất a. nghe nói rất nhiều người cũng muốn cùng ngươi kết thành song tu đạo nữ, nhưng đều bị ngươi cự tuyệt. ngươi như vậy cực phẩm vưu vật, hay là ngàn mỹ thân thể, nguyên bản không có bổn công tử cái gì phần bất quá bây giờ ngươi nếu như bị thương bổn công tử cũng muốn nhúng chảm ngươi một chút này ngàn mị thân thể trong đó tư vị một tên mặt ngựa tu sĩ nói người kia mặt ngựa tu sĩ hẳn phải là theo như lời mị hề nhược vương hồng trung vương hồng trung này cũng hẳn là vạn tộc tu sĩ cụ thể là chủng tộc gì lâm phong tạm thời không biết bên cạnh hắn cao thủ không ít cho nên mới dám đối với bị thương mị hề nhược xuất thủ những cái này vạn tộc tu sĩ bí mật mờ ám rất nhiều cho nên thấy được bọn họ hai bên đại chiến Lâm Phong một chút cũng không kỳ quái hiện tại Lâm Phong là một bộ xem cuộc vui bộ dáng nhìn nhìn tranh đấu hai bên ầm 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 tại Vương Hồng Trung xuất lính bọn họ nhóm người này thế công hết sức cường đại Mị Hề Nhược tuy hết sức lợi hại nhưng hiện giờ rốt cuộc có thương tích bên người một thân thực lực căn bản phát huy không đi ra cho nên bị Vương Hồng Trung một đám người cho chế trụ hơn nữa cực kỳ nguy hiểm phanh bỗng nhiên Vương Hồng Trung bắt lấy một cái cơ hội một trường quét tại trên người mị hề nhược, trực tiếp đem mị hề nhược cho đánh bay ra ngoài. Thừa nhận một kích này về sau sắc mặt của mị hề nhược càng thêm trắng bệch. Ha 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 ha, mị hề nhược, xem ra hôm nay ngươi làm định vua ta hồng trung nữ nhân. Vương hồng trung không khỏi cười ha hả bọn họ một nhóm người này kế tiếp thế công lại càng thêm cường đại. Âm âm âm, các loại khủng bố công kích thi triển ra, quả thật hủy thiên diệt địa. Mắt thấy mị hề nhược sẽ bị bao phủ, Vừa lúc đó mi tâm mị hề nhược bên trong xuất hiện một đạo thần bí khó lường phù văn. Đó là một đạo nhìn nhìn có chút hư ảo phù văn. Đạo kia phù văn bên trong giật tràn ra tới lực lượng cường đại. Mà cổ lực lượng kia thì là trào vào thân thể của mị hề nhược ở trong. Mị ảnh chi thần, xuyên toa hư không, biến hóa ngàn vạn, chu thần diệt tiên. Bỗng nhiên, mị hề nhược đọc lên từng đạo thần bí chú ngữ, đây là một loại cực kỳ cổ xưa ngôn ngữ. Không có ai biết mị hề nhược kia lời nói là có ý gì thân thể của Mị Hề Nhược bỗng nhiên trở nên mở đi. Khi tất cả công kích đánh giết mà đến thời điểm, Mị Hề Nhược vậy mà biến mất vô tung, sau đó tất cả công kích đánh giết tại không trung. Ngàn Mị chi thủ, Mị Hề Nhược xuất hiện ở ngoài trăm thuốc, đón lấy nàng hai tay liên tục biến hóa pháp quyết. Cùng với nàng quát nhẹ thanh âm truyền ra, chỉ thấy đáng sợ một màn sự tình xuất hiện, tại kia hơn 10 người vạn tộc tu sĩ sau lưng vậy mà đều sinh ra tới đôi cánh tay, kia hai tay cánh tay là có thể lượng ngưng tụ ra tới cánh tay, cực kỳ đột ngột xuất hiện. Sau đó kia một đôi cánh tay bắt lấy từng tên một tu sĩ đầu lâu. Răng rắc răng rắc, lại tiếp tục, kia một đôi cánh tay trực tiếp vặn gãy hơn 10 người tu sĩ cái cổ, bao gồm kia cái gọi là vương hồng trung tu sĩ ở trong, bọn họ thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái cổ đã bị trực tiếp vặn gãy. Từng cái một khí tuyệt thân vong, chết không nhắm mắt. Thi triển ra môn thần thông này mị hề nhược sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, Hiển nhiên môn thần thông này đối với nàng tiêu hao thật lớn. Mị hề nhược tựa vào trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Lúc này, xa 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 các tiếng bước chân truyền ra. "Là ngươi?" Mị hề nhược nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Khi thấy đi ra người kia tu sĩ, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Chương 3099, trấn áp Mị hề nhược thượng. Từ trong núi rừng đi ra tu sĩ không phải người khác, chính là Lâm Phong. Chật chật, thật sự là lợi hại a." À ở trong tuyệt vọng ma cốc nhận lấy như vậy thương thế nghiêm trọng lại còn có thể đủ trong chớp mắt đánh chết hơn 10 người cao thủ, tiên tử thực lực thật là làm cho tại hạ bội phục đầu dạp xuống đất, xem ra lúc trước tiên tử cùng những người khác một chỗ vây công tại hạ thời điểm có chỗ che giấu a. Cũng không đem tất cả của mình bộ thực lực thi triển ra. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mị hề nhược nữ nhân này. Lúc trước Lâm Phong liền chú ý tới nữ nhân này, chú ý nàng không phải là bởi vì nàng đến cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì vậy nữ nhân toàn thân tràn ngập một loại không nói ra được mị hoặc cảm giác. Tuyệt đại gia nhân nữ nhân vốn là hiếm thấy, mà cô gái này không chỉ là một tên tuyệt đại gia nhân. Hơn nữa còn là một tên thiên kiều trăm non tuyệt đại gia nhân. Lại càng thêm mê người, bất kỳ nam nhân gặp được cô gái này cũng không thể bỏ qua cô gái này, đều biết chú ý tới cô gái này. Lâm Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, người vậy mà cũng trốn thoát, mị hề nhược rất nhanh liền khôi phục chấn định, nàng cũng là gặp qua đại các mặt của xã hội người, Tuy hiện giờ trên người có tổn thương, hơn nữa còn là một thân một mình đối mặt Lâm Phong, nhưng Mị Hề nhược như cũng có thể rất nhanh đem tâm tình của mình điều chỉnh đến một loại trạng thái tốt nhất. Nữ nhân này xác thực rất không phải phàm, có lẽ nàng thật sâu biết, chỉ có đem bản thân tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới có thể tốt hơn ứng đối Lâm Phong. Lâm Phong mang cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn, chỉ bất quá Mị Hề nhược cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nàng vẫn là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng muốn dùng cái này tới mê hoặc lâm phong. Ta không phải là trốn ra, mà là thoải mái đi ra, kia tôn thái cổ cường giả nhìn ta đi ra, cái giấm cũng không có dám thả một cái. Lâm phong thản nhiên nói, thổi, dùng sức thổi, mị hề nhược không khỏi nhếch miệng, kia tôn thái cổ cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nàng hết sức rõ ràng. Kia tôn tồn tại căn bản cũng không phải bọn họ những người này có thể chống lại tồn tại. Không cần nói bọn họ, dù cho liền một ít thực lực cực kỳ cường đại đế cảnh cường giả, Tại kia Tôn Thái Cổ Cường giả trước mặt chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích. Cho nên Mị Hề Nhược tự nhiên sẽ không tin tưởng theo như lời Lâm Phong những lời này. Đương nhiên Mị Hề Nhược cũng không có đem trong nội tâm đối với Lâm Phong khinh bỉ biểu hiện ra ngoài, nàng hỏi, "Trừ ngươi ở ngoài, những người khác đâu?" "Đã chết." Lâm Phong thản nhiên nói, hắn từng bước một hướng phía Mị Hề Nhược đi đến, trong cơ thể pháp lực vận chuyển lên. Lâm Phong muốn động thủ với Mị Hề Nhược, Mị Hề Nhược nữ nhân này thật sự là quá mê người. Còn có nàng là ngàn mỹ thân thể, hiện giờ lại có tổn thương trên người, hơn nữa còn là vạn tộc tu sĩ, Cùng Lâm Phong là đối địch quan hệ, Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua trấn áp cơ hội của nàng. Nghị hề nhược rất nhanh lui về phía sau, nàng nói: "Lâm Phong, hẳn là ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao? Ngươi chính là nhân tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu, chắc có lẽ không làm loại này tự hạ thân phận sự tình a." À? Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt, nói: "Nếu nói là tự hạ thân phận sự tình, các người những cái này cái gọi là vạn tộc, vực ngoại chủng tộc, còn có cái khác từ bên ngoài đến thế lực một đám đỉnh cấp thiên kiêu không phải là càng thêm tự hạ thân phận sao? Trọn vẹn 17 tôn cường giả vây công một mình ta, còn có xấu hổ hay không sao? Nghe được Lâm Phong lời nói này về sau Mị Hề như không biết như thế nào phản bác Lâm Phong. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, quả thật làm cho nàng không thể nào phản bác. Lâm Phong thì là tiếp tục nói, nghe nói ngươi là ngàn mỹ thân thể loại này thể chất thế nhưng là cực phẩm song tu thể chất A, nếu là có thể bắt được ngươi, đối với tu vi của ta cũng có rất lớn ích lợi. Oanh, tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong ra tay với Mị Hề Nhược, hắn rất nhanh bay về phía Mị Hề Nhược, một trưởng hướng phía Mị Hề Nhược đánh ra. Lúc trước Mị Hề Nhược muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Lâm Phong tự nhiên sẽ không khách khí với Mị Hề Nhược cái gì. Huống hồ tu luyện giả thế giới thế nhưng là vô cùng tàn khốc thế giới, không được phép đối với địch nhân sản sinh lòng thương hại. Nếu là đúng địch nhân sinh ra lòng thương hại như vậy về sau chết khả năng chính là mình, hoặc là thân nhân của mình, bằng hữu. Mị hề nhược biết sự lợi hại của Lâm Phong chỗ, thấy được Lâm Phong đối với nàng triển khai công kích, Mị hề nhược cũng không có đánh với Lâm Phong một trận ý định. Chỉ thấy Mị hề nhược trong tay hào quang lóe lên, một đạo ngọc phù bay ra. Đạo kia ngọc phù phía trên lượn lờ lấy rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn, mỗi một đạo thần bí phù văn bên trong đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Oanh cùng với kia mãnh liệt vô cùng tiếng nổ truyền ra, đạo kia ngọc phù trực tiếp bùng nổ. Đón lấy tuôn động ra một cỗ hủy thiên diệt địa ba động. Đạo kia ngọc phù bùng nổ năng lượng thật sự là khủng bố đến làm cho người ta ngạc nhiên thất sắc trình độ. Cũng không biết là người phương nào rèn đúc ra lợi hại như vậy ngọc phù. Vèo, lâm phong rất nhanh lui về phía sau. Hắn thi triển ra đại phòng ngự thuật ngưng tụ ra tới phòng ngự tinh bích, đồng thời thi triển ra pháp lực miễn dịch thần thông. Sau đó rất nhanh xuyên toa hư không. Lúc này mới hóa giải Ngọc Phù Bạo Tạc sinh ra khủng bố năng lượng. Đợi đến năng lượng tiêu tán thời điểm, Mị Hề Nhược đã biến mất không thấy bóng dáng, đi không được, Lâm Phong thần sắc âm trầm, hắn rất nhanh đuổi theo. Lâm Phong đã sớm ngờ tới muốn bắt lấy Mị Hề Nhược nàng này không phải là một chuyện dễ dàng tình. Bởi vậy, vừa mới Lâm Phong đã tập trung vào Mị Hề Nhược khí tức, lúc Mị Hề Nhược đào tẩu về sau, Lâm Phong vẫn có thể thông qua truy tung Mị Hề Nhược khí tức truy đuổi trên Mị Hề Nhược lâm phong tăng nhanh tốc độ nhanh nhanh chóng hướng phía mị hề nhược đuổi theo sau nửa canh giờ lâm phong liền thấy được mị hề nhược thân ảnh hiện giờ trên người mị hề nhược có thương tích hơn nữa thương thế không nhẹ tốc độ tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều muốn từ trong tay lâm phong chạy đi khó như lên trời trốn không thoát thúc thủ chịu trói đi lâm phong thản nhiên nói lâm phong ngươi một đại nam nhân khi dễ ta một cái tiểu nữ nhân coi như cái gì nam nhân mị hề nhược oán hận nhìn về phía lâm phong Lâm Phong cười lạnh nói, tiểu nữ nhân, thật sự là buồn cười đến cực điểm, địch nhân trong đó, chỉ luận sinh tử, cừu hận, ai hội để ý tới ngươi là nam nhân cũng hoặc là nữ nhân. Lúc các ngươi vạn tộc, vực ngoại trùng tộc, còn có còn lại mấy cái bên kia từ bên ngoài đến thế lực tu sĩ tàn nhẫn giết chết vô số cửu châu tu sĩ cùng vô số vô tội dân chúng thời điểm, các ngươi có từng nghĩ tới, các ngươi những cái này cao cao tại thượng tu sĩ, hẳn là buông tha những nữ nhân kia, lão nhân, phụ nữ và trẻ em, hai từ các người nghĩ tới những cái này sao? Các người buông tha bọn họ sao? Các người không có, nếu như không có, cũng đừng lại ta chỗ này lấp đáng thương. Ta không có giết qua theo như lời ngươi những người kia. Mị hề nhược nói, quản ngươi có hay không giết qua, ngươi cùng người khác liên hợp lại giết ta, chỉ này một mảnh, hôm nay ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm phong thần sắc hờ hững nói, veo, chân hắn dẫm bát phương thế giới, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền vào tới mị hề nhược trước người, sau đó đại thủ mở ra, một trường chụp về phía mị hề nhược, hướng phía mị hề nhược trực tiếp đã chân áp đi qua.